Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 80. Hứa Thuần Lương uống một ngụm cháo mồng 8 tháng chạp, phát hiện Lương Văn Tĩnh lúc này cũng đi tới trai đường, bất quá nàng chuyên môn có một vị tăng nhân dẫn dắt, cũng không có xếp hàng, đi nơi hẻo lánh một chương dự lưu tốt cái bàn ngồi xuống, có tăng nhân cho nàng đưa lên cháo mồng 8 tháng chạp, còn có mấy món ăn sáng. Hứa Thuần Lương thầm than, ai nói chúng sinh bình đẳng, Phật môn tịnh địa cũng làm đặc thù. Lương Văn Tĩnh cũng nhìn thấy Hứa Thuần Lương, nàng hướng Hứa Thuần Lương cười cười, khẽ vuốt cằm xem như lên tiếng chào hỏi, Hứa Thuần Lương cũng còn lấy cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này cũng không đơn giản, cõng Thịnh Chiêu Huy cũng làm ra không ít sự tình. Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói, người biết vị nữ sĩ kia. Hứa Thuần Lương nói, Ân Hằng chế dược tổng giám đốc. Diệp Thanh Nhã nói, ngược lại là nghe nói qua cái này cái xí nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, mẹ nuôi tiểu thuyết bắt đầu viết sao. Diệp Thanh Nhã nói, còn giống như tại siêu tập tư liệu giai đoạn, nàng gần nhất rất ít liên lạc với ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tiết trước ta đi kinh thành nhìn nàng một cái. Diệp Thanh Nhã tựa hồ có lời muốn nói, nhưng do dự một chút vẫn là cúi đầu đi ăn cháo. Hứa Thuần Lương dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra mánh khóe, cười nói, Thanh Nhã tỷ, có lời gì muốn nói liền nói, đừng dịch cất. Diệp Thanh Nhã nói, gần nhất bên ngoài có thật nhiều liên quan tới Kiều gia cùng Uông gia tin tức, nói Tiểu Tuyết cùng Uông Kiến Thành đặt trước qua thông gia từ bé, hiện tại Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ tàn tật, Kiều gia bội bạc xé bỏ hôn ước. Hứa Thuần Lương cười nói, nhàm chán lại không thú vị lời đồn đại thôi. Hắn cũng nghe nói. Diệp Thanh Nhã nói, nếu như phía sau có người tại thôi động đâu. Dạng này truyền ngôn sẽ ảnh hưởng Kiều gia cùng Tiểu Tuyết hình tượng, hai nhà bọn họ quan hệ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương đối Kiều gia hình tượng cũng không thèm để ý, nhưng Mai Như Tuyết dù sao cũng là hắn bạn gái trước, vẫn còn có chút tình cũ, ta nghe Mai Như Tuyết nói, giữa bọn hắn cái kia hôn ước chẳng qua là nói đùa thôi, không tính là thật. Diệp Thanh Nhã nói, Kiều lão cùng Uông lão dạng này người lời nói ra làm sao có thể là nói đùa, coi như về sau Tiểu Tuyết thích ngươi, cũng không thể phủ nhận hai nhà lúc trước hoàn toàn chính xác có thông gia ý nghĩ. Diệp Thanh Nhã bản thân liền là chính trị thông gia người bị hại, cho nên nàng đối loại này thông gia phương thức căm thù đến tận xương tủy. Hứa Thuần Lương nói, chiếu ngươi nói như vậy có người đang cố ý tin đồn. Diệp Thanh Nhã nói, ta còn nghe nói Uông gia hướng Kiều gia nhắc lại việc hôn ước. Hứa Thuần Lương nao nao, Uông Kiến Thành hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh, coi như hắn khôi phục cũng không cải biến được sinh lý thiếu hụt hiện thực, làm sao có thể kết hôn. Nhưng là Diệp Thanh Nhã đã nói hẳn là sự thật. Uông gia đến cùng ra ngoài loại nào mục đích hướng Kiều gia nhắc lại hôn ước sự tình đâu. Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng đề nghị, Thuần Lương, nếu không ngươi đi tìm nàng nói chuyện. Hứa Thuần Lương rõ ràng Diệp Thanh Nhã trong miệng nàng là Mai Như Tuyết, hắn cười khổ nói, chỉ sợ nàng chưa hẳn nguyện ý gặp ta. Diệp Thanh Nhã nói, Tiểu Tuyết người này ngoài mềm trong cứng, so với ta muốn có chủ kiến, nhưng là bởi vì nàng xuất thân duyên cớ, tại Kiều gia tình cảnh phi thường vi diệu. Đây cũng là nàng lúc trước không muốn ở lại kinh thành nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Mai Như Tuyết hai lần đi vào Đông Châu không chỉ là cơ sở rèn luyện mạ vàng đơn giản như vậy, lấy gia đình của nàng bối cảnh, ở kinh thành có thể nhẹ nhõm tìm tới càng hài lòng có tiền đồ hơn công việc, nhưng nàng vẫn lựa chọn về tới Đông Châu, đến tột cùng là đối Đông Châu mảnh đất này quyến luyến hay là bởi vì cái khác nguyên nhân. Hứa Thuần Lương tin tưởng ở trong đó nhiều ít cũng có mấy phần duyên cớ của hắn. Lúc này Diệp Thanh Nhã nhận được Từ Dĩnh điện thoại, Từ Dĩnh hẹn nàng xế chiều ngày mai cùng một chỗ tiểu tụ, Phan Thừa Phong vợ chồng từ Nam Giang đến đây, bọn hắn có thể nhân cơ hội này trao đổi một chút thư họa kỹ nghệ, Diệp Thanh Nhã vui vẻ đáp ứng. Cúp điện thoại, Diệp Thanh Nhã tướng chuyện này nói cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tạm thời chưa tiếp vào mời, bất quá hắn cũng không muốn đi góp cái này náo nhiệt. Ăn xong cháo mồng 8 tháng chạp, Diệp Thanh Nhã chuẩn bị lưu tại trong chùa chép kinh. Hứa Thuần Lương quay đầu có cái chiêu thương chủ bị hội, hai người như vậy phân biệt. Hứa Thuần Lương đem xe cho Diệp Thanh Nhã, mình chuẩn bị đón xe tiến về thương ủy hội, ven đường đón xe thời điểm, một cỗ Maybach ở bên cạnh hắn ngừng lại, cửa sổ xe rơi xuống, bên trong ngồi Lương Văn Tĩnh. Lương Văn Tĩnh nói, Hứa chủ nhiệm, không có lái xe à? Hứa Thuần Lương cười nói, đón xe. Lương Văn Tĩnh nói, lên đây đi, ta đưa người đi, nơi này không tốt đón xe. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với nàng, về phía sau sắp xếp ngồi xuống, Lương Văn Tĩnh hỏi rõ Hứa Thuần Lương hướng đi, để lái xe lái hướng thương ủy hội. Lương Văn Tĩnh nói, ta nghe nói Hứa chủ nhiệm đi thương ủy hội, chúc mừng a.
Hứa Thuần Lương cười nói, đều là cách mạng công việc, đến đâu mà còn không phải như vậy, đúng, gần nhất làm sao không có thấy các ngươi ra Thịnh Tổng. Lương Văn Tĩnh nói, hắn a, cả ngày không có nhà, trận này đi Nghê Hồng. Hứa Thuần Lương nói, có thể a, Ân Hằng sinh ý đều làm được hải ngoại đi. Lương Văn Tĩnh nói, gần nhất hai năm này kinh tế đình trệ, dược phẩm nghiên cứu phát minh tiến trình chậm chạp, chỉ riêng ngang nhiên xông qua những cái kia chủng loại chống đỡ lấy có thể nuôi sống không được như thế lớn một cái xí nghiệp, cho nên hắn đưa ra đi Nghê Hồng tham quan học tập một chút, hy vọng hắn có thể vào tay chân kinh đi. Lương Văn Tĩnh đối lão công mình là phi thường rõ ràng, căn bản không có nhiều ít sự nghiệp tâm, đoán chừng là đánh lấy học tập cờ hiệu đi ăn chơi đàng điếm. Hai người hôn nhân sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, sở dĩ có thể tiếp tục gắn bó xuống tới tất cả đều là lợi ích cho phép, nàng cũng không muốn ly hôn sau bị phân đi một số lớn gia sản. Tại Lương Văn Tĩnh trong lòng Ân Hằng chế dược hoàn toàn là nàng cùng phụ thân một tay khởi đầu lên, cùng Thịnh Chiêu Huy không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta gần nhất tại chủ bị một cái cỡ lớn chiêu thương hội, nếu như Lương Tổng có hứng thú ta quay đầu truyền một phần tư liệu cho ngươi. Lương Văn Tĩnh nói, tốt. Hứa Thuần Lương nói, Lương Tổng cũng tin Phật. Lương Văn Tĩnh nói, ta quy y, Hứa chủ nhiệm là đảng viên A. Hứa Thuần Lương nói, ta bồi bằng hữu tới. Lương Văn Tĩnh nói, cùng một chỗ ăn cháo vị mỹ nữ kia. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ kết nghĩa. Lương Văn Tĩnh nở nụ cười, tiếu dung rõ ràng có chút mập mờ ý tứ. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy mình bổ sung nói rõ có chút dư thừa, cười cười nói, phía trước đã đến, Lương Tổng có cần phải tới phòng làm việc của ta ngồi một chút. Lương Văn Tĩnh nói, không chậm trễ người công tác, hôm nào lại tới bái phòng. Nàng để lái xe một mực đem Hứa Thuần Lương đưa đến ký túc xá phía dưới mới rời khỏi. Hứa Thuần Lương đứng tại trong tuyết hướng nàng phất tay tạm biệt, chủ nhiệm phòng làm việc Tề Minh Học nhìn thấy Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đón, Hứa chủ nhiệm, người cái này là từ đâu mà tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đi ra ngoài còn phải chuyên môn báo cáo chuẩn bị sao. Tề Minh Học tranh thủ thời gian lắc đầu, ta cũng không phải ý tứ này, ngài là ta lãnh đạo, báo cáo chuẩn bị cũng là ta hướng người báo cáo chuẩn bị. Quan hơn một cấp đè chết người, đừng nhìn Hứa Thuần Lương tuổi trẻ, người ta là đường đường chính chính thành viên ban ngành. Hứa Thuần Lương nói, có việc a. Tề Minh Học gật đầu nói, Nhạc Tinh bên kia lại ra điều kiện. Hứa Thuần Lương nói, không cần để ý tới bọn họ. Tề Minh Học nói, người không muốn nghe một chút điều kiện gì. Hứa Thuần Lương nói, điều kiện gì đều không cần để ý tới, đã ra điều kiện liền chứng minh bọn hắn chắc chắn sẽ không đi. Trong thành phố cho ra thành ý đã đầy đủ, bọn hắn nhắc lại kèm theo điều kiện chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tề Minh Học nói, nhưng Lâm Bí Thư có ý tứ là mọi người sẽ lên thương lượng một chút. Hứa Thuần Lương nhíu mày, lúc đầu đã nói xong chiêu thương chủ bị hội, tại sao lại muốn thảo luận Nhạc Tinh sự tình. Đơn thuần lãng tốn thời gian, Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, này lại không mở được. Tề Minh Học nói, Hứa chủ nhiệm, người không thể đi a. Lập tức tới ngay thời gian, ở lâu nửa giờ không được. Hứa Thuần Lương nói, ta là đối ngoại chiêu thương xử lý chủ nhiệm, trong thành phố để cho ta tới là phụ trách đối ngoại chiêu thương, không phải để cho ta họp, như vậy đi, các ngươi thích họp các ngươi mở, ta đi đàm một cái rất trọng yếu chiêu thương hạng mục. Hứa chủ nhiệm, Hứa Thuần Lương mới không thèm để ý hắn, đi nhà để xe đem thương ủy hội đằng thế thương vụ lái đi. Hứa Thuần Lương nhớ tới Diệp Thanh Nhã, vẫn là quyết định cùng Mai Như Tuyết nói chuyện. Vốn định gọi điện thoại, lại cảm thấy gọi điện thoại nói không rõ ràng, thế là trực tiếp lái xe đi Tân Hồ Tân Khu kiến thiết bộ chỉ huy. Tân Hồ Tân Khu lấy được phê thời gian không lâu, Mai Như Tuyết làm việc địa điểm có hai cái, một cái là tại thị trung tâm hành chính ký túc xá, còn có một cái chính là cái này ở vào cổ Tuyền trấn kiến thiết bộ chỉ huy, bình thường Mai Như Tuyết trên cơ bản đều sẽ ngốc đang chỉ huy bộ. Bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, Hứa Thuần Lương mở một giờ mới đi đến bộ chỉ huy. Đi vào cửa chính bị gác cổng cản lại, Hứa Thuần Lương chỉ mình thị thẳng cơ quan giấy thông hành, nhưng gác cổng không nhận, Hứa Thuần Lương chỉ có thể cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại. Mai Như Tuyết tiếp thông điện thoại, nghe nói hắn ở bên ngoài, cảm thấy ngạc nhiên, còn tưởng rằng Hứa Thuần Lương tìm mình là công sự, nàng để Hứa Thuần Lương chờ ở bên ngoài một hồi. Hứa Thuần Lương ngồi ở trong xe đợi chừng nửa giờ mới gặp Mai Như Tuyết ra, bởi vì tuyết rơi, Mai Như Tuyết đem mình bao khỏa đến phi thường chặt chẽ. Đi vào trước xe, Hứa Thuần Lương giữ cửa mở ra, đi lên A. Mai Như Tuyết nói, ngươi không đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Hứa Thuần Lương nói, cái này đều tan việc, lên xe đi.
Mai Như Tuyết do dự một chút, vẫn là lên xe, tại Hứa Thuần Lương đằng sau khi ngồi xuống nói khẽ, không có ý tứ, vừa mở tiểu hội, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi những này làm lãnh đạo đều đặc biệt thích họp. Mai Như Tuyết nói, ngươi bây giờ không phải cũng là một tiểu lãnh đạo nha. Hứa Thuần Lương nói, đều là vì cách mạng công việc, xem thường ai vậy? Mai Như Tuyết nói, ta nhưng không có xem thường ngươi, Hứa chủ nhiệm, người bốc lên tuyết chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc tới làm gì? Hứa Thuần Lương nói, nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Mai Như Tuyết nói, nên nói không phải đã nói rõ, chiêu thương đại hội sự tình chúng ta nội bộ không có thông qua. Hứa Thuần Lương nói, không phải chuyện này. Mai Như Tuyết sửng sốt một chút, không phải chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, việc tư, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Chỗ này có chút chói mắt. Mai Như Tuyết nói, không cần thiết đi, người nói chính là. Hứa Thuần Lương đã lái xe lái rời, Mai Như Tuyết có loại cảm giác lên tặc thuyền, người này vẫn là như vậy bá đạo, căn bản không tôn trọng ý kiến của mình. Hứa Thuần Lương lái xe đi bên hồ, Mai Như Tuyết kháng nghị nói, người tới nơi này làm gì? Có lời gì ngươi nói rõ? Hứa Thuần Lương lái xe chạy ven đường bột tại một mảnh bụi cỏ lau bên cạnh dừng lại, màu trắng đất tuyết nổi bật màu nâu nhạt bụi cỏ lau cách đó không xa chính là màu xanh lá cây đậm nước hồ, hết thảy trước mắt cảnh đẹp ý vui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mai Như Tuyết cảm thấy trong xe có chút quá nóng, rơi xuống một đoạn cửa sổ xe, con mắt nhìn qua phía ngoài cảnh đẹp, hô hấp lấy lạnh lẽo hàn phong. Hứa Thuần Lương thiện ý nhắc nhở, coi chừng bị lạnh. Mai Như Tuyết nói, có chuyện mau nói, ta còn phải trở về. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói Uông gia hướng người cầu hôn rồi. Mai Như Tuyết vừa rồi liền mơ hồ đoán được chuyện này, hiện tại chứng thực quả là thế, kỳ thật loại chuyện này là không thể nào giữ vững bí mật, gần nhất trong khoảng thời gian này nhằm vào nàng lời đồn rất nhiều, nói nàng bội bạc, nói kiều gia lật lọng, Mai Như Tuyết thậm chí cho rằng có chút tin tức là Uông gia cố ý để cho người ta thả ra. Mai Như Tuyết gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, người nghĩ như thế nào? Mai Như Tuyết nói, Hứa Thuần Lương, ta chuyện cá nhân giống như không cần đối người bàn giao a. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta mặc dù chia tay, mà dù sao cũng coi như bằng hữu đi, ta thật xa tới biểu thị một chút quan tâm không được sao? Mai Như Tuyết nói, tạ ơn, ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta rất để ý đừng người can thiệp cuộc sống riêng tư của ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sẽ không phải bị những lời đồn kia đạo đức bắt cóc à. Nếu có cần, ta có thể tìm Uông Kiến Thành nói chuyện. Mai Như Tuyết nói, Hứa Thuần Lương, quá mức à. Ngươi lấy thân phận gì cùng Kiến Thành đàm? Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, thật đúng là bị Mai Như Tuyết cho đang hỏi. Mai Như Tuyết có chút tức giận, nàng mở cửa xe đi xuống, đi vào cái này bay đầy trời trong tuyết. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cầm một đem cây dù đi theo. Hảo tâm là Mai Như Tuyết chống ra dù che kín đầu đỉnh tuyết rơi. Mai Như Tuyết tức giận nói, người cách ta xa một chút được hay không? Ta nghĩ yên lặng một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta liền giúp người cản cản tuyết, ta không lên tiếng chính là. Mai Như Tuyết nói, ta không cần. Nàng hướng bên hồ đi đến, Hứa Thuần Lương vừa theo sau một bước, bị Mai Như Tuyết ánh mắt đầy sát khí ngăn lại, đành phải trơ mắt nhìn qua Mai Như Tuyết đi vào bên hồ. Nghe được chân của nàng dẫm tại miếng băng mỏng bên trên thanh âm. Mai Như Tuyết đứng tại trong tuyết, nhìn qua phương xa mặt hồ, vô luận nàng cố gắng như thế nào đều nhìn không thấy trong hồ Nguy Sơn đảo, kia phiến đã từng gánh chịu giữa bọn hắn đẹp nhất hồi ức địa phương, đã mất đi chính là mất đi, không cách nào vãn hồi. Mai Như Tuyết nội tâm đang kịch liệt đấu tranh, giữa hai người đã từng cùng chung thời gian tựa như phim trong đầu từng màn hiển hiện, hồi ức càng là ngọt ngào, hiện thực càng là chua xót. Mai Như Tuyết tâm linh phòng tuyến trong nháy mắt tán loạn, nàng im ắng sụt sùi khóc. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Mai Như Tuyết buông xuống trán run rẩy hai vai, cảm thấy một trận đau lòng, hắn chậm rãi hướng Mai Như Tuyết đi đến, đi vào Mai Như Tuyết sau lưng, nhẹ tay nhẹ rơi vào đầu vai của nàng. Mai Như Tuyết cũng không có kháng cự hắn tiếp cận, Hứa Thuần Lương tới gần nàng, đưa nàng bị gió thổi lạnh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, Mai Như Tuyết bỗng nhiên xoay người đầu nhập trong ngực của hắn. Dùng hết lực lượng toàn thân ôm ấp lấy Hứa Thuần Lương, tựa như ôm ấp lấy toàn thế giới. Nàng cảm nhận được đã lâu ấm áp, chôn sâu ở trong nội tâm tình cảm phá đất mà lên, tiến tới đã xảy ra là không thể ngăn cản, tựa như biển cả nộ trào bành trướng, lại như liệt diễm phóng lên tận trời. Giờ khắc này bọn hắn quên đi thân ở chỗ nào, quên đi thế tục nhao nhao hỗn loạn,
dứt bỏ hết thảy trói buộc, thỏa thích vùi đầu vào lẫn nhau thể xác tinh thần chỗ sâu. Tuyết chẳng biết lúc nào ngừng, trong tuyết xe thương vụ lại không có đình chỉ lắc lư. Một cái đầu ngón tay đánh vào tràn đầy sương mù trên cửa sổ xe, sau đó đầu ngón tay dùng sức dán chặt cửa sổ xe kéo trượt, lưu lại rõ ràng dấu tay. Mai Như Tuyết lẳng lặng tựa ở Hứa Thuần Lương đầu vai, bùn rùn vô lực nghĩ như vậy thiếp đi, nhưng tư tưởng của nàng lại vẫn cứ ở vào nhất là sinh động thời điểm. Hứa Thuần Lương hôn lấy một chút nàng trơn bóng ngạch, hướng phía dưới tìm kiếm một cái khác mục tiêu thời điểm, bị nàng chặn miệng, Mai Như Tuyết thanh tịnh hai con ngươi đã hoàn toàn khôi phục lý tính, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói khẽ, trở về không được. Hứa Thuần Lương nói, cái gì? Mai Như Tuyết thanh âm chậm chạp mà kiên định. Ta đã quyết định thực hiện cùng Uông Kiến Thành hôn ước. Hứa Thuần Lương bị nàng cho làm hồ đồ rồi, người nói cái gì? Người muốn gả cho Uông Kiến Thành. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, không sai. Người mưu đồ gì, hắn đã biến thành một tên phế nhân. Mai Như Tuyết ngồi dậy, yên lặng mặc quần áo tử tế. Thuần Lương, trên đời này cũng không phải là tất cả nữ nhân đều có thể gả cho tình yêu. Người hẳn là rõ ràng, ta muốn người không cho được, chúng ta coi như kết hôn. Cuối cùng cũng sẽ không hạnh phúc. Hứa Thuần Lương nói, gả cho Uông Kiến Thành ngươi liền sẽ hạnh phúc. Mai Như Tuyết nói, Uông gia nghĩ chẳng qua là một cái mặt mũi thôi, gia gia đem ta dưỡng dục trưởng thành, ta còn không có là kiều gia làm qua một sự kiện. Vì lợi ích của gia tộc gả cho một cái ngươi căn bản cũng không thích người, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Mai Như Tuyết nói, ngươi cũng không hiểu rõ ta, cũng không hiểu rõ kiều gia. Đi qua ta cũng không hiểu. Ta và ngươi chia tay về sau, ta không chỉ một lần nghĩ tới muốn đi tìm ngươi, nhưng về sau ta khống chế được, ta phát hiện, ta cũng không phải là không thể rời đi ngươi, ta và ngươi ở giữa chưa hề đều không phải là một cái thế giới, tình yêu cùng hôn nhân với ta mà nói đều không phải là ắt không thể thiếu, Uông gia cần mặt mũi, chúng ta kiều gia không phải là không, hai nhà chúng ta thông gia đối lẫn nhau tới nói là lựa chọn tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi vừa rồi lại. Mai Như Tuyết nhìn qua Hứa Thuần Lương buồn bực gương mặt, nhẹ giọng thở dài, đời ta sẽ không còn có những nam nhân khác, người cùng ta không giống. Người ta ở giữa là bắt đầu cũng là kết thúc, nếu như ngươi thực tình tốt với ta, liền mời ngươi tôn trọng ta, về sau không muốn lại tới tìm ta. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ngươi có đây. Mai Như Tuyết lắc đầu, sẽ không. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nàng đang đứng ở kỳ an toàn. Vẫn là nàng xem nhẹ ta sinh sản năng lực. Đoán chừng cái trước khả năng lớn hơn một chút. Mai Như Tuyết nói, tiễn ta về nhà đi, chuyện đêm nay như vậy quên đi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mai Như Tuyết dứt khoát quyết nhiên biểu lộ, trong lòng bỗng nhiên có loại mình bị thua thiệt cảm giác kỳ quái, vốn cho rằng hai người gương vỡ lại lành, lại nghĩ không ra Mai Như Tuyết dùng loại này phương thức cực đoan đem quan hệ giữa hai người triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Mai Như Tuyết hướng về sau né tránh, Thuần Lương, mời ngươi tôn trọng lựa chọn của ta. Hứa Thuần Lương cuối cùng vẫn thuận theo Mai Như Tuyết ý tứ, đưa nàng đưa về Đông Châu nơi ở, đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết tại trong tuyết xê dịch bước chân có chút gian nan, Hứa Thuần Lương kềm chế theo sau xúc động, đoán chừng đêm nay đau nhức sẽ để cho nàng cả đời khó quên, có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới. Hứa Thuần Lương lần này đi thăm viếng Uông Kiến Thành là ôm không thể cho ai biết mục đích, hắn muốn thông qua Uông Kiến Thành hiểu rõ một chút tình huống. Uông Kiến Thành tinh thần mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Người một khi có sống tiếp dũng khí, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hứa Thuần Lương làm bộ giúp Uông Kiến Thành kiểm tra một lần, kỳ thật hắn muốn cho Mai Như Tuyết không cách nào qua cửa phương pháp có rất nhiều, bất quá bây giờ Uông Kiến Thành cũng không cần thiết để hắn vào tay đoạn. Hứa Thuần Lương nói, khôi phục không tệ, đoán chừng rất nhanh ngươi liền sẽ xuất viện. Uông Kiến Thành nói, ta xảy ra nước một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất nghe nói một sự kiện. Uông Kiến Thành ngắt lời nói, ngươi đừng nói trước để ta đoán một chút, có phải hay không ta cùng Mai Như Tuyết sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết à. Uông Kiến Thành nói, trong nhà cùng ta đã nói, ta không có vấn đề à. Hứa Thuần Lương một mặt mê hoặc nhìn qua Uông Kiến Thành, con hàng này giống như đối hôn ước sự tình một điểm cảm giác đều không có. Uông Kiến Thành nói, ngươi không hiểu chúng ta cái giai tầng này sự tình. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy có chút không ổn. Giải thích nói, ta không có chút nào xem thường ngươi ý tứ, ý của ta là chúng ta những người này căn bản không có cái gì tự do, yêu đương có thể tùy tiện đàm, nhưng là hôn nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của gia tộc, đương sơ ta cùng Mai Như Tuyết thông gia từ bé kỳ thật chính là hai nhà người vì lợi ích chính trị liên hợp một loại phương thức. Hứa Thuần Lương nói,
ngươi xem ngược lại là thông thấu. Uông Kiến Thành nói, Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã cũng là như thế, giữa bọn họ với nhau căn bản không có tình cảm gì, nhưng là một dạng có thể kết hôn, ngươi cảm thấy vì tình yêu kết hôn cùng vì gia tộc lợi ích kết hôn cái nào càng vĩ đại. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải ngươi, ta trả lời không vấn đề của ngươi. Uông Kiến Thành nói, đi qua a, ta đối chính trị thông gia loại chuyện này phi thường kháng cự, ta không cam tâm bị người nhà bài bố, không muốn trở thành con cờ của bọn hắn, nhưng bây giờ ta xem như minh bạch, làm người không thể chỉ vì chính mình, ta hiện tại tâm lý lịch trình chính là kháng cự bọn hắn ý nghĩ, tiếp nhận bọn hắn ý nghĩ, đến cuối cùng thành vì một phần của bọn hắn tử. Hứa Thuần Lương nói, người hướng Mai Như Tuyết cầu hôn sự tình là thật. Uông Kiến Thành nói, ta cái dạng này làm sao có thể. Đều là người nhà của ta an bài, ta biết bọn hắn là hảo ý, dùng hôn nhân đến đánh bại phía ngoài lưu môn phỉ ngữ, mà lại hai nhà quan hệ có thể tiến thêm một tầng. Hứa Thuần Lương nói, có suy nghĩ hay không qua Mai Như Tuyết cảm thụ. Uông Kiến Thành hỏi ngược lại, ta lại không yêu nàng, ta tại sao muốn quan tâm cảm thụ của nàng. Hứa Thuần Lương ngây ngẩn cả người, những này sân rộng đệ não mạch kín thật đúng là không tầm thường. Uông Kiến Thành nói, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, ta thẳng thắn nói cho ngươi, Mai Như Tuyết đã đáp ứng gả cho ta, ta biết trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái, dù sao Mai Như Tuyết là ngươi bạn trai cũ, nàng không tuyển chọn thể xác tinh thần kiện toàn ngươi, lại lựa chọn ta như vậy một tên phế nhân, cũng không phải là ta so ngươi có mị lực, nàng lựa chọn cũng không phải ta, mà là Uông gia, nàng cần cũng chỉ là một cái Uông phu nhân thân phận, nàng cũng không cần tận bất kỳ nghĩa vụ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi ngược là nghĩ, ngươi nhà có cái kia năng lực sao? Uông Kiến Thành nói, hôn nhân của chúng ta chính là hiệp ước, ta sau khi xuất viện liền ra ngoại quốc, nàng cũng minh xác nói qua sẽ không theo ta cùng một chỗ sinh hoạt, hai chúng ta chính là hình cưới, nói như vậy trong lòng ngươi sẽ dễ chịu một chút sao? Hứa Thuần Lương nói, kia là chuyện của chính các ngươi, không tới phiên ta người ngoài này quan tâm. Uông Kiến Thành nói, ngươi a, khẩu thị tâm phi. Hứa Thuần Lương xem ở ngươi đã giúp mức của ta, ta cho ngươi một cái lời khuyên, vẫn là cùng Mai Như Tuyết phân rõ giới hạn đi, ta không phải lấy nàng vị hôn phu thân phận tới nói câu nói này, ta càng không phải là ghen ghét, tương phản, nếu như các ngươi lúc trước thật có thể tiến tới cùng nhau, ta sẽ còn chúc phúc các ngươi, bất quá nàng trở thành thê tử của ta về sau chính là mặt của ta, là Uông gia mặt mũi, cũng là Kiều gia mặt mũi, ngươi nếu là không rõ ràng ở trong đó quan hệ, ngươi sẽ chết rất thảm. Hứa Thuần Lương nói, giữa chúng ta không có gì. Có cái gì ta cũng không quan tâm, Uông Kiến Thành lạnh nhạt nói. Hứa Thuần Lương phát hiện mình có chút thích cái này thông thấu ra hỏa, xem ra thiếu đi dưới đúng quần cây kia đổ vật thế mà để người này giảm bớt không ít áp lực, bỗng nhiên liền suy nghĩ thông suốt. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi hai nhà theo như nhu cầu, người cùng Mai Như Tuyết chẳng lẽ cả một đời liền duy trì loại quan hệ này. Uông Kiến Thành lắc đầu, không thể nào, chúng ta không có tình cảm. Hôn nhân của chúng ta toàn bộ nhờ lợi ích chính trị đi gắn bó, một khi quyền lực cân bằng bị đánh phá, hôn nhân của chúng ta cơ sở cũng liền không tồn tại nữa. Hứa Thuần Lương nói, ta còn thực sự là bội phục các ngươi bản thân hy sinh tinh thần. Uông Kiến Thành nói, ta kỳ thật hâm mộ nhất ngươi, khắp nơi lưu tình vẫn còn có tốt như vậy nữ nhân tranh nhau chen lấn thiêu thân lao đầu vào lửa hướng trên người ngươi nhào. Hứa Thuần Lương nói, ngươi bại hoại thanh danh của ta. Uông Kiến Thành nở nụ cười. Hứa Thuần Lương, chính ngươi là ai ngươi hẳn là rõ ràng, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Ngươi có suy nghĩ hay không qua kết hôn? Hứa Thuần Lương lắc đầu, con người của ta không thích bị ước thúc. Kỳ thật vấn đề này cũng làm cho hắn cảm thấy xoắn xuýt, đối diện từng cái tình thâm nghĩa trọng hồng nhan chi kỷ, lựa chọn ai từ bỏ ai cũng là một loại tổn thương, cái này thời đại hôn nhân xem cùng đạo đức quan hoàn toàn lật đổ hắn truyền thống tư duy. Uông Kiến Thành nói. Ta cứ nói đi, ngươi chính là cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam, bất quá đổi thành ta là ngươi ta cũng sẽ làm như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có hay không nghĩ tới, chỉ cần có năng lực chiếu cố tốt thích người, kia giấy văn thư giống như cũng không có trọng yếu như vậy, ta không giống ngươi, có lớn như vậy gia tộc lợi ích đi giữ gìn. Uông Kiến Thành nói, người ta thích là Diệp Thanh Nhã, nhưng nàng thích người là ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Uông Kiến Thành nội tâm tràn đầy rơi thật cùng phiền muộn. Hắn biết mình cùng Diệp Thanh Nhã cả đời này đều không có khả năng. Hứa Thuần Lương nói, người đi qua có hay không đắc tội qua người nào? Uông Kiến Thành nói, mấy ngày nay ta đều đang nghĩ vấn đề này, đến cùng người nào muốn hại ta, nhưng càng nghĩ ta giống như không có cái gì khổ đại cừu thâm địch nhân. Hứa Thuần Lương nói,
có lẽ là gia tộc của ngươi mang cho ngươi bất hạnh. Uông Kiến Thành nói, đã hưởng thụ gia tộc tiền lãi liền lẽ ra tiếp nhận vì vậy mà mang tới bất hạnh, Hứa Thuần Lương, ta thật hâm mộ ngươi. Hứa Thuần Lương không nói gì, hắn tin tưởng Uông Kiến Thành lời nói này là từ đáy lòng chi ngôn. Điện thoại di động của hắn vang lên, lại là Lưu Hải Dư gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết sự tình có chút tiến triển, bất quá hắn muốn tới Nam Giang một chuyến. Lưu Hải Dư phát hiện cùng Đường Kinh Luân có quan hệ. Từ khi Hoa Niên bị thanh toán về sau, Đường Kinh Luân chuyện phiền toái liền liên tiếp không ngừng, đầu tiên là bởi vì tài vụ vấn đề bị nhiều lần thẩm tra, về sau lại bởi vì Tề Sảng mẹ con bị bắt cóc sự tình tiếp nhận điều tra, mặc dù cuối cùng rửa sạch hiềm nghi, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể gối cao không lo. Đường Kinh Luân cũng không cố ý nơi khác tiến vào hạn cao thất tín danh sách nhân viên, hắn không thể không vượt qua nhất đơn giản thời gian, hắn phi thường hối hận không có kịp thời xuất ngoại. Đại ca Đường Kinh Luân từ khi sau khi mất tích liền bốc hơi khỏi nhân gian, Đường Kinh Luân hoài nghi Đường Kinh Vĩ đã thành công chạy trốn tới hải ngoại, mai danh ẩn tích vượt qua khoái hoạt thời gian, mà hắn lại muốn chỉnh trời đối diện chủ nợ thu hồi cùng liên tiếp không ngừng thẩm tra. Hôm qua hắn lại bị Nam Giang cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, bởi vì Uông Kiến Thành bản án, Đường Kinh Luân phi thường rõ ràng cảnh sát đem mình làm người hiềm nghi, dựa theo bình thường logic để phán đoán, lúc trước Hoa Niên tập đoàn là bị ép chuyển nhượng Đông Châu sản nghiệp. Nhất là Gia Niên Quảng Trường, khiến cho hắn thân bại danh liệt, còn kém chút ăn lao cơm, hắn vì vậy mà ghi hận Uông Chính Đạo cũng không kỳ quái. Đường Kinh Luân hiện tại sinh tồn logic chính là làm một khối có tính bền dẻo lưu manh, vô luận như thế nào đều muốn ngoan cường còn sống, miễn là còn sống cuối cùng có một ngày sẽ có xoay người cơ hội. Cảnh sát rất nhanh liền loại bỏ hắn hiềm nghi, thuận tiện lại hỏi một chút Đường Kinh Vĩ tin tức, Đường Kinh Luân cũng rất muốn biết đại ca tin tức, hắn phi thường rõ ràng. Tề Sảng mẹ con bản án chính là đại ca làm, cuối cùng Đường Kinh Thủy gánh chịu hết thảy. Đường Kinh Luân đối đại ca hay là vô cùng hiểu rõ, hiện tại đại ca đã mất đi nhi tử, đã mất đi tài phú, đã mất đi tôn nghiêm, dạng này người có thể làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Đường Kinh Luân đi vào cửa nhà thời điểm, có trung niên nhân ở nơi đó chờ hắn. Đường tiên sinh, Đường Kinh Luân nói, hắn là ta khách trọ, hắn trước kia liền đi ra ngoài. Đây là hắn bản năng phản ứng. Dù sao đòi nợ quá nhiều người, có thể tránh thì tránh. Đường Kinh Luân, trung niên nhân lần này trực tiếp gọi ra tên của hắn. Đường Kinh Luân nhíu mày, không thể làm gì nói, ta tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Trung niên nhân nói, ta không phải đến đòi nợ. Đường Kinh Luân hơi kinh ngạc nhìn qua đối phương, cảnh sát đi tìm ta. Trung niên nhân cười nói, ta họ Lưu, cùng ngươi đàm điểm giao dịch. Người này chính là Lưu Hải Dư. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu, vào đi. Hắn đem trung niên nhân mời đến mình lâm thời chỗ ở, nơi này hay là hắn đi qua một vị bộ hạ cho hắn mượn lâm thời ở lại. Lưu Hải Dư quan sát một chút trong phòng đơn sơ bày biện, ở đến quen sao. Đường Kinh Luân nói, xem thường ai vậy, ta cũng là bần nông xuất thân, quyền đương hoài cựu, rất tốt. Lưu Hải Dư đưa cho hắn một tấm hình, Đường Kinh Luân tiếp sang xem nhìn, trên tấm ảnh có hắn. Còn có một cái to con, hắn lắc đầu nói, ta không biết người này. Lưu Hải Dư nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, rất trọng yếu. Đường Kinh Luân cố gắng nghĩ nghĩ, tấm hình này là người khác tại hắn không có cảm thấy tình huống dưới đập, thật sự là ghê tởm a, ta đã tận lực bảo trì điệu thấp. Lưu Hải Dư móc ra một xấp tiền thả ở trước mặt của hắn, Đường Kinh Luân tướng cái này một vạn khối tranh thủ thời gian đựng trong túi sách của mình. Lưu Hải Dư nói, những này là lễ gặp mặt. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng nhìn hiện trạng của ngươi, câu nói này giống như không hoàn toàn chính xác. Đường Kinh Luân nói, ta là bị liên lụy. Bị đại ca ngươi. Đường Kinh Luân không nói chuyện xem như ngầm thừa nhận. Lưu Hải Dư móc ra một hộp khói mình điêu một chi, tướng hộp thuốc lá đưa cho Đường Kinh Luân. Đường Kinh Luân rút ra một điếu thuốc, lấy ra bật lửa giúp Lưu Hải Dư đốt. Lão Lưu, người đại biểu ai tới? Lưu Hải Dư hít một hơi thuốc lá cười nói. Người đối trước mắt sinh hoạt còn hài lòng không? Đường Kinh Luân nói, ta có cái khác lựa chọn sao? Lưu Hải Dư hướng hắn xích lại gần một chút, thấp giọng nói, có, chỉ cần xuất cảnh, người liền tự do. Đường Kinh Luân trong lòng hơi động, hắn làm sao không muốn rời đi, nhưng tại từng đạo hạn khiến trùng điệp giám thị phía dưới, rời đi cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Đối phương đã nói như vậy, có lẽ có đường đi. Người có biện pháp? Lưu Hải Dư nói. Vậy phải xem ngươi có thể cho ta giúp bao lớn. Đường Kinh Luân nói, người này là bán đảo người,
hắn gọi Hoàng Thiện Minh, đi theo chúng ta nói qua hợp tác, ta cũng là trùng hợp trên đường gặp được hắn. Lưu Hải Dư nói, thời gian cụ thể địa điểm. Đường Kinh Luân nói rõ sự thật, hắn có chút hiếu kỳ nói, ngươi nghe ngóng những này làm gì? Lưu Hải Dư lại lấy ra một tờ ảnh chụp, nữ nhân này ngươi có biết hay không? Đường Kinh Luân nhìn một chút ảnh chụp, Tống Hiếu Từ, nàng cũng là bán đảo người, là nước nào đó tế nhãn hiệu đồ trang điểm tổng đại lý, ta phụ trách gia niên bách hóa thời điểm cùng nàng từng có hợp tác, thế nào? Hai người bọn họ đồng thời đi tìm ngươi sao? Đường Kinh Luân lắc đầu, Tống Hiếu Từ cùng ta làm qua sinh ý, Hoàng Thiện Minh là ta đại ca quan hệ, bọn hắn giống như không phải cùng một cái lĩnh vực, ta không nghe nói bọn hắn nhận biết. Lưu Hải Dư nói, Hoàng Thiện Minh từng tại Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ hiện trường xuất hiện qua. Cái gì? Đường Kinh Luân ý thức được có chút không ổn. Lưu Hải Dư nói, nếu như ngươi cùng Hoàng Thiện Minh gặp mặt sự tình bị cảnh sát nắm giữ, chỉ sợ ngươi liền sẽ bị liệt là Uông Kiến Thành một án trọng điểm người hiềm nghi. Đường Kinh Luân nói, Hoàng Thiện Minh tại tai nạn xe cộ hiện trường xuất hiện không có nghĩa là liền cùng hắn có quan hệ, ta cùng Uông Kiến Thành sự tình càng là một chút quan hệ không có. Hôm nay cảnh sát không tìm ta tra hỏi ta cũng không biết chuyện này. Lưu Hải Dư nói, hai người kia đều lệ thuộc vào cái nào đó quốc tế tổ chức sát thủ, nếu như ta không có tính sai, ngươi cùng Hoàng Thiện Minh gặp mặt vừa vặn phát sinh ở Uông Kiến Thành xảy ra tai nạn xe cộ một ngày trước, nếu như cảnh sát nắm giữ tình huống này, ngươi cảm thấy ngươi có thể nói rõ được sao? Đường Kinh Luân nói, ta đều không có tiền, ta làm sao có thể thuê quốc tế sát thủ đi hại hắn? Huống chi ta cùng hắn ở giữa không cừu không oán. Cũng không thể nói không cừu không oán a. Tế thế chữa bệnh bức bách các người bán đổ bán tháo tài sản. Lúc trước đại ca ngươi cho rằng Kiều Như Long hại chết con của hắn, cho nên tìm người trả thù, đây đều là sự thật a. Đường Kinh Luân nói, ta đại ca là ta đại ca, ta là ta. Ý của ngươi là Uông chuyện này cùng đại ca ngươi có quan hệ. Ta không nói, Uông chính đạo đắc tội nhiều người, nói không chừng là cừu gia của hắn làm. Người tại sao muốn để mắt tới ta? Lưu Hải Dư nói, hắn cửu gia là ai? Đường Kinh Luân tướng vừa mới thu hồi tiền móc ra còn đưa Lưu Hải Dư, ta không muốn tiền của ngươi, ta cũng không cần ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngươi đi, về sau rốt cuộc đừng đến phiền ta. Lưu Hải Dư rời đi về sau, Đường Kinh Luân gấp đến độ như là chảo nóng con kiến đi qua đi lại, hắn ý thức được phiền phức khả năng lại tìm tới chính mình. 9 giờ tối, Đường Kinh Luân thần thần bí bí từ chỗ ở ra. Hắn mang theo một đỉnh cọng lông mũ, bọc lấy thật dày áo lông, vừa hiện thân, liền bị ở phía xa giám thị hai người phát hiện. Lưu Hải Dư dùng kính viễn vọng khóa chặt mục tiêu, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung, mình đánh cỏ động rắn vẫn là đưa đến hiệu quả. Đường Kinh Luân sợ hãi, hắn lúc này đi ra ngoài hẳn là tìm xin giúp đỡ. Lưu Hải Dư tướng kính viễn vọng đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tiếp nhận nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, ta theo sau nhìn xem. Lưu Hải Dư nhẹ gật đầu. Chú ý đừng bại lộ thân phận. Hứa Thuần Lương bước nhanh đi theo, hắn đồng dạng bao khỏa rất chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, coi như hắn lấy hiện tại dung mạo gặp người, người khác cũng không nhận ra hắn, bởi vì hắn dùng thiên cơ biến cải biến dung mạo. Đường Kinh Luân phi thường cảnh giác, không ngừng hướng chung quanh nhìn quanh, đi ngang qua trạm xe buýt thời điểm, còn cố ý dừng bước lại, mượn chỉnh lý dây giày quan sát một chút sau lưng. Hứa Thuần Lương xa xa đi theo Đường Kinh Luân sau lưng. Nhìn xem hắn tiến vào một nhà tên là Nhị Tử Mì Hoành Thánh cửa hàng, Hứa Thuần Lương đặc địa cách xa nhau một đoạn thời gian, mới đi vào theo. Đường Kinh Luân ngồi ở trong góc ăn mì Hoành Thánh. Hứa Thuần Lương cũng kêu một bát, Đường Kinh Luân lặng lẽ nhìn một chút Hứa Thuần Lương, hắn căn bản không nhận ra hiện tại Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ chuyên tâm ăn mì Hoành Thánh, qua không bao lâu, một người trung niên đi đến. Trực tiếp đi Đường Kinh Luân cái bàn kia, tại Đường Kinh cho đối diện ngồi xuống. Mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng sinh ý rất tốt, liều bàn cũng rất bình thường, người chung quanh các nói các, có chút ồn ào, bất quá Hứa Thuần Lương xuất sắc nhĩ lực vẫn tướng hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Đường Kinh Luân nói, lão Đỗ, trời lạnh, ngươi nhiều mặc chút. Lão Đỗ ừ một tiếng, ngươi cũng bảo trọng, vợ con đều không ở bên người, phải hiểu được mình chiếu cố chính mình. Hứa Thuần Lương đối Đường Kinh Luân tình trạng còn hiểu rõ, Hoa Niên xảy ra chuyện trước đó, hắn sớm đã đem người nhà đưa ra ngoài, về sau cùng lão bà ly hôn, xem như làm cắt chém, cho nên Hoa Niên chuyện bên này cũng không có liên lụy đến người nhà của hắn, hắn lớn nhất sai lầm chính là không có thể kịp thời rời đi. Đường Kinh Luân cùng lão Đỗ hai người nói chuyện đều là chút chuyện phiếm,
nhưng Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy hai người trong lời nói có hàm ý, hẳn là thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù giao lưu tình trạng. Lão Đỗ ăn sau khi ăn xong đứng dậy đi trước, Hứa Thuần Lương cho Lưu Hải Dư phát tin tức, hai người bọn họ chia binh hai đường, từ Hứa Thuần Lương đi chằm chằm cái này Lão Đỗ, đường Kinh Luân thì lưu cho Lưu Hải Dư. Lão Đỗ đi ra cửa trạm xe lửa, Hứa Thuần Lương một đường truy tung, một mực theo đến tỉnh trung tâm hành chính đứng, Lão Đỗ xuất trạm về sau, đi phụ cận bãi đỗ xe lái xe, Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn mở là xe bus, thế là đem bảng số xe lao nhớ kỹ, lần này coi như chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Bên kia Lưu Hải Dư cũng thuận lợi hoàn thành theo dõi nhiệm vụ, đường Kinh Luân không có đi địa phương khác, mà là đường cũ trở về chỗ ở, không bao lâu liền tắt đèn, hẳn là không tiếp tục đi ra dự định. Hai người lại lần nữa hội hợp về sau, Hứa Thuần Lương đem bảng số xe sách cung cấp Lưu Hải Dư, Lưu Hải Dư tra xét vừa xuống xe bảng số, phát hiện già Đỗ khai chiếc xe kia là Kiều Viễn Giang chuyên môn tọa giá, nói cách khác, lão Đỗ là Kiều Viễn Giang lái xe. Phát hiện này để Hứa Thuần Lương cùng Lưu Hải Dư đều là sững sờ, làm sao đều không nghĩ tới đường Kinh Luân cùng Kiều Viễn Giang lái xe tự mình có liên hệ. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ đi qua, Hoa Niên mới khỏe mạnh bệnh viện tại Nguy Sơn đảo cắt băng thời điểm, Kiều Viễn Giang còn chuyên đi qua đứng đài, chứng minh hắn cùng anh em nhà họ đường quan hệ không tầm thường. Nhưng Hoa Niên tập đoàn hiện tại loại tình huống này, sáng suốt chính khách khẳng định sẽ kính nhi viễn chi, triệt để phân rõ giới hạn, đâu còn sẽ tự mình lui tới. Đêm nay nhìn thấy sự tình có hai loại khả năng, một chính là thấy tức đoạt được, đường Kinh Luân cùng lão Đỗ tư giao rất tốt, còn có một loại khả năng chính là đường Kinh Luân thông qua lão Đỗ hướng Kiều Viễn Giang truyền lời nói, hy vọng hắn có thể cung cấp một chút trợ giúp. Lấy Hứa Thuần Lương đối Kiều Viễn Giang hiểu rõ, người này phải cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên không có bao nhiêu quan hệ, có thể để cho hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lớn nhất khả năng liền chỉ còn lại anh em nhà họ đường nhưng có thể bắt lấy hắn phương diện nào đó nhược điểm. Hứa Thuần Lương quyết định đêm tối thăm dò đường Kinh Luân nơi ở, nhìn xem có thể từ người này miệng bên trong có thể hay không đạt được một số bí mật, Lưu Hải Dư ở phương diện này cùng hắn ăn nhịp với nhau. Nửa đêm hai người một lần nữa trở lại đường Kinh Luân trụ sở, Lưu Hải Dư móc ra vạn năng chìa khóa, không có hai lần liền đem cửa phòng cho chơi đùa mở, hai người đi vào đen như mực trong phòng, vừa đi mấy bước, Hứa Thuần Lương bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Lưu Hải Dư. Hắn ngửi thấy một cỗ gay mũi mùi thuốc. Lưu Hải Dư cũng ngửi thấy, cửa phòng ngủ khép, Lưu Hải Dư chậm rãi đẩy ra cửa phòng ngủ, mở đèn, nhìn thấy đường Kinh Luân sắc mặt xanh lét tử, thẳng tắp nằm ở trên giường, tay rủ xuống dưới giường, trên mặt đất còn có một bình thuốc trừ sâu. Hứa Thuần Lương quan sát một chút trong phòng hoàn cảnh, mới vừa tới bên giường, đưa tay thăm dò đường Kinh Luân lỗ mũi, âm thanh hoàn toàn không có, lại sờ hắn mạch môn, kết luận đường Kinh Luân đã khí tuyệt bỏ mình. Hứa Thuần Lương hướng Lưu Hải Dư lắc đầu. Biểu thị không cứu nổi, Lưu Hải Dư im lặng, trên đất thuốc trừ sâu là oxy hóa vui quả, nhìn đường Kinh Luân dáng vẻ cũng là phục dụng liều lượng cao oxy hóa vui quả đưa đến chúng độc tử vong. Lưu Hải Dư làm thủ thế, hai người nhất định phải lập tức rời đi. Rời đi đường Kinh Luân lâm thời chỗ ở, hai người đều là tâm tình nặng nề, vốn đang coi là tìm được manh mối, nhưng Kinh Luân tử vong để vừa mới phát hiện manh mối như vậy gián đoạn. Tại phụ cận chợ đêm sắp xếp ngăn ngồi xuống. Hứa Thuần Lương điểm bốn món nhắm, kêu một bình rượu. Lưu Hải Dư uống một chén rượu nói, khẳng định không phải tự sát. Hứa Thuần Lương nói, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chúng ta theo dõi hắn, cố gắng có người cũng đang theo dõi chúng ta, đối phương dự cảm thấy có chút không ổn, cho nên sớm ra tay đem nàng cho thanh trừ hết. Lưu Hải Dư thở dài nói, hắn vừa chết, Uông Kiến Thành bản án liền không tốt tra xét. Hứa Thuần Lương minh bạch hắn ý tứ. Đường Kinh Luân tại Uông Kiến Thành xảy ra chuyện trước đó gặp qua Hoàng Thiện Minh, mà Hoàng Thiện Minh lại trùng hợp tại Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ hiện trường xuất hiện qua, cứ như vậy logic bên trên liền có thể nói thông được, đường Kinh Luân 89 phần 10 sẽ bị cho rằng là sợ tội tự sát. Hứa Thuần Lương uống xong rượu trong chén nói, không còn sớm, chúng ta xin từ biệt. Lưu Hải Dư nói, người cứ đi như thế. Hứa Thuần Lương nói, không đi vẫn chờ cảnh sát tra hỏi. Lưu Hải Dư nói, người ở địa phương nào a? Hứa Thuần Lương khoát tay áo, ngăn cản chiếc xe nghênh ngang rời đi, ngồi trên xe, không khỏi cảm xúc chập trùng, đường Kinh Luân thế mà cứ thế mà chết đi, đến cùng là ai giết hắn? Đường Kinh Luân chết không thể nghi ngờ cho Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ án tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn, không có chứng cứ. Kiều Viễn Giang lái xe lão Đỗ cùng đường Kinh Luân gặp mặt, Kiều Viễn Giang ở trong đó đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Còn có Lưu Hải Dư. Là hắn đem mình gọi vào Nam Giang,
là hắn cung cấp manh mối cho mình, mặc dù tại đạo lý bên trên nói thông được, nhưng Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy chuyện phát sinh tồn ở lấy nhất định tính ngẫu nhiên, cái này một hệ liệt tính ngẫu nhiên phía sau có lẽ có người tại an bài, bố cục người có phải hay không Lưu Hải Dư. Nếu là Lưu Hải Dư cố ý để cho mình thấy được đây hết thảy, như vậy sự tình trở nên sẽ càng thêm khó giải quyết, liên lụy tới người sẽ càng nhiều. Tô Tình không nghĩ tới Hứa Thuần Lương sẽ như vậy trễ quá đến, xuyên thấu qua đáng nhìn chuông cửa nhìn thấy thân ảnh của hắn, thật sự là vừa mừng vừa sợ, mở cửa đem nàng bỏ vào đến. Hứa Thuần Lương vừa vào cửa trước ôm lấy nàng đưa bên trên một cái hôn nóng bỏng. Tô Tình một bên phối hợp vừa nói, ngươi chừng nào thì tới. Cũng không có sớm gọi điện thoại, ta đợi thật lâu ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đến trong tỉnh triển khai cuộc họp, đột nhiên nhận được thông chi, nghĩ đến cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tô Tình nói, gạt người, người uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải bị đồng sự kéo đi xã giao, không có cách nào uống một chút rượu, không phải ta sớm lại tới. Tô Tình nói, ta đi cấp người cầm áo ngủ. Hứa Thuần Lương nói, thành, ta trước đi tắm. Hắn hít mũi một cái, hôm nay giống như tới không phải lúc. Tô Tình khuôn mặt đỏ lên, nện cho hắn một quyền nói, chúc cậu, cái mũi linh như vậy. Hứa Thuần Lương tắm rửa xong đổi hảo áo ngủ ra. Tô Tình đã ở trên ghế salon thả một giường cái chén, ta chỗ này không có khách phòng, phòng ngủ tặng cho ngươi, ta ngủ ghế sofa. Hứa Thuần Lương nói, vậy không tốt lắm ý tứ, nếu không hai ta chấp nhận được. Tô Tình có chút xấu hổ nói, không tốt à, ta không tiện. Hứa Thuần Lương nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Tô Tình có chút thẹn thùng cau mũi một cái, vẫn là đem chăn lấy được phòng ngủ. Hứa Thuần Lương hiểu rõ vô cùng nữ hài tử tâm lý, ngoài miệng nói không tốt a, kỳ thật đã sớm cam tâm tình nguyện. Đóng lại đèn, Tô Tình liền biến phải chủ động, cả người rúc vào Hứa Thuần Lương trong ngực, nhỏ giọng nói, Thuần Lương, chúng ta là không phải bát tự không hợp. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi không phải cầm đi tính qua, chúng ta hợp vô cùng. Tô Tình phụ ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi nhược lan nói, ta đều có bóng ma tâm lý. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, cái này gọi làm việc tốt thường gian nan, nếu không chúng ta liền thuận theo thiên ý lâm trận mới mài gươm. Bại hoại ngươi. Hứa Thuần Lương nhiều ít vẫn là có chút bận tâm hôm qua theo dõi kinh cho sự tình sẽ lưu lại dấu vết để lại, bất quá thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai cũng không có cảnh sát liên hệ hắn. Lúc chiều, Lưu Hải Dư gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết đường kinh luân sự tình cảnh sát đã có sơ bộ kết luận, cho rằng là sợ tội tự sát, chính như bọn hắn sở liệu. Tất cả manh mối đều đem đường Kinh Luân cùng Uông Kiến Thành bản án liên hệ. Hứa Thuần Lương xế chiều đi một chuyến tiểu cô Hứa Gia Văn nơi đó. Hứa Gia Văn trong nhà có khách tại, nhắc tới khách nhân Hứa Thuần Lương cũng nhận biết, chính là chính đang theo đuổi tiểu cô Tùy Đông Quân. Hứa Gia Văn có chút xấu hổ, Tùy Đông Quân ngược là phi thường thản nhiên, chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Thuần Lương đến rồi. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, mặc dù trong lòng không thích người này. Nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải làm, trùng hợp như vậy, Tùy giáo sư cũng tại. Tùy Đông Quân nói, ta tới cấp cho Gia Văn đưa chút thuốc bổ, nàng gần đây thân thể không tốt. Hứa Gia Văn nói, Gia Tùy, làm việc của ngươi đi thôi, ta không có việc gì. Tùy Đông Quân lo lắng dặn dò, muốn chú ý thân thể, nghỉ ngơi thật nhiều. Biết, Tùy Đông Quân rời đi về sau, Hứa Gia Văn hướng Hứa Thuần Lương giải thích nói, hắn vừa tới, cũng không có nói trước một tiếng. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, đoán chừng là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hứa Gia Văn nói, có gì có thể ngạc nhiên, ta cùng hắn liền là quan hệ đồng nghiệp. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ càng là cường điệu cái gì càng là nghĩ che giấu cái gì, bất quá hắn không có quyền can thiệp tiểu cô tình cảm riêng tư, chỉ là hắn cảm thấy Tùy Đông Quân trên thân có không ít điểm đáng ngờ. Gia Gia qua đời đã trôi qua một đoạn thời gian, Hứa Thuần Lương cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặc dù sau đó chứng minh Gia Gia chết cùng tiểu cô cũng không quan hệ trực tiếp, nhưng là trong lòng kết trong thời gian ngắn vẫn là khó mà giải khai. Hứa Gia Văn tại phụ thân qua đời sự tình bên trên từ đầu đến cuối trong lòng còn có áy náy, phụ thân sau khi qua đời, nàng cùng chất tử vẫn còn chưa qua đơn độc chung đụng cơ hội, lần này Hứa Thuần Lương có thể đến xem nàng, trong nội tâm nàng phi thường kích động, Thuần Lương, ngươi muốn ăn cái gì, ta quay đầu làm cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không được. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút, chờ một lúc liền đi. Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương, cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, hai chúng ta thật lâu không có cùng nhau ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, đợi chút nữa lần đi, ta cùng Tô Tình đã hẹn,
đêm nay cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Hứa Gia Văn nhẹ gật đầu, cho Hứa Thuần Lương pha ấm trà, cô cháu giữa hai người rõ ràng có ngăn cách, Hứa Gia Văn trong lúc nhất thời cạnh không biết như thế nào mở miệng. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Thuần gần nhất thế nào? Còn tốt, trưởng thành, hiểu chuyện, đúng, hai mẹ con chúng ta thương lượng qua, Gia Gia vật lưu lại chúng ta là sẽ không cần. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu cô, nên cho các người đương nhiên muốn cho. Hứa Gia Văn động tình nói, Thuần Lương, ngươi còn có thể cho ta một tiếng tiểu cô ta đã đủ hài lòng, nói thật, ta đến bây giờ trong lòng đều không qua được cái kia Khảm Nhi, là ta hại chết Gia Gia ngươi. Nói vừa khóc lên, Hứa Thuần Lương rút ra trên bàn khăn tay đưa tới, Tiểu cô, sự tình đều đi qua, ngươi cũng đừng tự trách, Gia Gia cũng không muốn ngươi cả ngày cái dạng này, cảnh sát đều nói là ngoài ý muốn. Hứa Gia Văn nói, nếu như ta sớm một chút cùng Trịnh Bồi An nói rõ ràng liền sẽ không có dạng này bi kịch phát sinh. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không đề cập tới chuyện này. Hứa Gia Văn lau khô nước mắt, gật đầu nói, không đề cập tới, không đề cập tới. Hứa Thuần Lương nói, đại cô bên kia có liên lạc hay không qua ngươi? Hứa Gia Văn nói, liên lạc qua, ta cũng khuyên qua nàng, kỳ thật phân cổ phần cũng không phải ngươi đại cô lúc đầu ý tứ, đều là ngươi cô phụ bọn hắn ở bên cạnh khuyến khích. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn nghĩ thực hiện ta phụng bồi, bất quá hậu quả chỉ sợ bọn họ khó có thể chịu đựng, ta sẽ đem Lương Thụ Đức làm được chuyện xấu xa toàn đều tuôn ra, kết quả sau cùng chính là, tiền hắn một phần lấy không được, mặt mũi cũng ném xong. Hứa Gia Văn thở dài nói, Thuần Lương, đều là nhà mình thân thích, không cần thiết khiến cho trở mặt thành thù, nếu không chúng ta tìm một cơ hội cùng một chỗ ngồi một chút, thương lượng một chút. Hứa Thuần Lương nói, không có thương lượng. Hắn đem một tấm thẻ chi phiếu đặt lên bàn, trong này là dựa theo ý của Gia Gia chia cho ngươi kia phần. Hứa Gia Văn tranh thủ thời gian đẩy trở về, ta không muốn, ta có tiền lương, ngươi tuổi trẻ chỗ cần dùng tiền nhiều, ngươi giữ lại. Hứa Thuần Lương nói, đây là Gia Gia đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể để cho ta vi phạm ý của Gia Gia, mà lại số tiền kia là Gia Gia lưu cho Chân Thuần đồ cưới, ngươi giúp nàng trước thu lại. Hứa Gia Văn thấy hắn như thế kiên quyết, đành phải tướng tấm thẻ kia nhận lấy. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, ngươi chuyện tình cảm ta không có tư cách khoa tay múa chân, bất quá a, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải thận trọng. Hứa Gia Văn nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại ngoại trừ công việc chính là chiếu cố tiểu thuần, không tâm tư cân nhắc những chuyện khác. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, không có sự tình khác ta đi trước. Hứa Gia Văn nói, đúng rồi, ta nghe nói Đức Minh cha hắn lại lên chức rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, có chuyện này, tiểu cô, ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm những thứ này. Hứa Gia Văn nói, ta là cảm thấy, nàng cắn môi một cái nói, có thể là ta quá lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, lo lắng dòng dõi cách xa. Hứa Gia Văn nói, mặc dù bây giờ không giảng cứu môn đăng hộ đối, nhưng người ta quan như thế lớn, ta chỉ là một cái giáo sư đại học, vẫn là cái ly dị gia đình, cách xa khẳng định là có. Hứa Thuần Lương nói, có ta ở đây. Hứa Gia chính là hào môn. Hứa Gia Văn nghe được chất tử câu nói này, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ấm áp, đây chính là lực lượng, đây chính là người nhà mẹ đẻ cho nàng lực lượng. Hứa Thuần Lương từ nhà dì nhỏ bên trong ra, trong thang máy lại gặp Tùy Đông Quân. Hai người lễ phép tính gật gật đầu, lẫn nhau gây nên ân cần thăm hỏi. Tùy Đông Quân chủ động hỏi, lúc này đi à, không lưu lại ăn cơm. Hứa Thuần Lương cười nói, ban đêm hẹn người. Tùy Đông Quân nói, lái xe sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Tùy Đông Quân nói, ta đi trung tâm thành phố làm việc, người đi nơi nào? Ta đưa ngươi. Hứa Thuần Lương nguyên bản liền muốn nói chuyện với hắn một chút, đã hắn chủ động đưa tới cửa, mình từ chối thì bất kính. Hứa Thuần Lương đi theo Tùy Đông Quân đi bãi đậu xe dưới đất lấy xe, đem mình địa phương muốn đi nói cho hắn. Tùy Đông Quân tọa giá là một cỗ Subaru ngạo hổ, lấy công tác của hắn thu nhập không ít. Hoàn toàn có thể lựa chọn tốt hơn xe. Hứa Thuần Lương nói, xe này có tuổi rồi. Tùy Đông Quân cười nói, 12 khoản, ta người này nhớ tình bạn cũ, không nỡ đổi. Hứa Thuần Lương nói, trọng cảm tình nhân tài nhớ tình bạn cũ. Tùy Đông Quân nói, cũng có thể nói khiếm khuyết thích ứng mới sự vật năng lực. Xe mặc dù già, nhưng tính năng không tệ, Tùy Đông Quân điều khiển trình độ không thấp. Hứa Thuần Lương lưu ý đến trong xe quét dọn không nhuốm bụi trần. Tùy Đông Quân vẫn là cái chú trọng chi tiết người. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn người a. Tùy Đông Quân cười nói, cảm ơn ta cái gì?
Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn người thường xuyên chiếu cố ta tiểu cô. Tùy Đông Quân nói, chúng ta là đồng sự, lại là cùng đi Nam Giang Đại học nhậm chức, vốn là hẳn là tương hỗ chiếu cố, nói thật, ta thật bội phục ngươi tiểu cô, học thuật trình độ nhất lưu, làm người còn khiêm nhường như vậy. Ngươi thích nàng. Tùy Đông Quân sửng sốt một chút, vẫn gật đầu, phải. Bất quá chúng ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi loại quan hệ đó. Loại nào? Tùy Đông Quân nói, chúng ta còn không có minh xác quan hệ, có thể là lẫn nhau có hảo cảm, ngươi biết. Thê tử của ta năm ngoái bệnh qua đời, người tiểu cô là ly dị trạng thái, chúng ta đều là nhận qua tổn thương người, cho nên về mặt tình cảm cực kỳ thận trọng, thành lập được lẫn nhau tín nhiệm cảm giác phi thường trọng yếu cũng là một bước khó khăn nhất. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta qua đời đêm đó ngươi tại hiện trường. Tùy Đông Quân nói, vì chuyện này ta còn bị cảnh sát điều tra một lúc lâu, có thể là ta xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Hứa Thuần Lương nói, không cho ngươi tạo thành bối rối a. Tùy Đông Quân nói, kia thật không có, kỳ thật có chuyện ta không có nói với bất kỳ ai, ta không phải ngẫu nhiên trải qua nơi đó. Hứa Thuần Lương nhíu mày, có ý tứ gì? Là như thế này, ra ra ngươi xảy ra chuyện trước đoạn thời gian kia, ngươi tiểu cô cũng có chút thần bất thủ xá, ta phát hiện nàng trạng thái không đúng, liền tìm cơ hội cùng với nàng nói chuyện một lần, ngươi tiểu cô đem Trịnh Bồi An sự tình nói cho ta biết, ta lúc ấy còn đề nghị nàng đi Đông Châu hảo hảo tìm Trịnh Bồi An đàm một lần. Nếu như nàng không ngại, ta có thể theo nàng đi, thế nhưng là bị nàng cự tuyệt. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật sớm đi nói rõ ràng càng tốt hơn một chút. Hiện tại hắn đã biết Trịnh Bồi An tuyệt không phải là vì tình cuồng nhiệt, mà là tâm trí bị người khống chế, cả kiện sự tình đều là người khác bày ra cục. Phụ thân Hứa Gia Hiên thừa nhận hết thảy đều là nhằm vào hắn trả thù, nhưng bây giờ cũng liên lạc không được lão Hứa. Tùy Đông Quân nói, nàng có hay không đã nói với ngươi. Trịnh Bồi An gọi điện thoại quấy rối chuyện của nàng. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Tùy Đông Quân nói, ta nghe nói sau chuyện này, chỉ lo lắng Trịnh Bồi An sẽ đến Nam Giang quấy rối nàng, cho nên ta chỉ cần có khả năng đều sẽ theo nàng cùng tiến lên tan tầm, ngày đó ta vừa vặn có việc chậm trễ, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh như thế bi kịch. Hứa Thuần Lương lưu ý Tùy Đông Quân biểu lộ cùng giọng điệu, cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở. Tùy Đông Quân tướng Hứa Thuần Lương đưa tới chỗ. Hứa Thuần Lương xuống xe trước đó cùng hắn bắt tay nói đừng. Đi vào Tô Tình trước đó đặt trước căn phòng tốt, người còn không có ngồi xuống, Diệp Thanh Nhã liền gọi điện thoại tới. Diệp Thanh Nhã hai ngày này còn tại Đông Châu, nàng nói cho Hứa Thuần Lương, vừa mới đạt được tin tức xác thực, Kiều Gia đã đáp ứng Uông Gia cầu hôn. Hứa Thuần Lương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đêm đó hắn liền đã biết kết quả. Diệp Thanh Nhã nghe được Hứa Thuần Lương bình thản ngữ khi có chút nóng nảy, Thuần Lương. Người có hay không tìm Tiểu Tuyết nói qua? Hứa Thuần Lương nói, đã nói, bất quá nàng làm việc từ trước đến nay có chủ kiến của mình, ta không ảnh hưởng tới nàng. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, Tiểu Tuyết thật sự là hồ đồ a, Uông Kiến Thành cái dạng kia gả cho hắn chẳng phải là thủ hoạt quả. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ đoán chừng đây cũng là Mai Như Tuyết đáp ứng gả cho Uông Kiến Thành nguyên nhân một trong, đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là ra ngoài lợi ích chính trị cần. Diệp Thanh Nhã nói, ta quay đầu lại tìm nàng nói chuyện. Hứa Thuần Lương biết Diệp Thanh Nhã tâm địa thiện lương, nàng là chính trị thông gia vật hy sinh, cho nên nàng không muốn nhìn thấy Mai Như Tuyết dẫm vào nàng vết xe đổ. Nàng là thật tâm chân ý là Mai Như Tuyết tốt, nhưng Hứa Thuần Lương rõ ràng hơn Diệp Thanh Nhã tìm nàng cũng là không cố gắng, ngay cả mình đều không thể cải biến Mai Như Tuyết quyết định, những người khác càng là không cách nào làm đến. Diệp Thanh Nhã hỏi Hứa Thuần Lương khi nào trở về, Hứa Thuần Lương nói cho nàng xế chiều ngày mai. Ngày mai buổi sáng còn muốn đi một chuyến tỉnh vệ thị cùng đài trưởng Tăng Bản Tuyên gặp mặt, nói chuyện hỗ trợ mở rộng chiêu thương sự tình. Tô Tình lúc này từ bên ngoài tiến đến, Hứa Thuần Lương vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, cười nói, Tô đại chủ truyền bá hôm nay bận rộn công việc thong thả. Tô Tình nói, thật mệt mỏi, gọi món ăn sao? Người mời ta ăn cơm, người an bài chứ sao? Tô Tình chọn món về sau, nói cho Hứa Thuần Lương, hôm nay đã hướng đài trưởng Tăng Bản Tuyên báo cáo qua. Tăng Bản Tuyên đồng ý hỗ trợ tuyên truyền cho bọn họ chiêu thương hoạt động, hai ngày nữa an bài nhân viên công tác đi khảo sát một chút Nguy Sơn đảo bên trên truyền hình điện ảnh căn cứ, nếu như điều kiện phù hợp yêu cầu của bọn hắn có thể ký kết hợp tác. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cho ta giúp như thế đại ân, ta không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Tô Tình gắt giọng, ta mới không có thèm. Hứa Thuần Lương nói, đáng thương ta cái thế anh hùng không đất dụng võ. Tô Tình nói, ta làm sao nghe nói có người vạn dặm giang sơn một mảnh đỏ đâu.
Hứa Thuần Lương nói, nhà đầu, thận trọng từ lời nói đến việc làm, phải biết mặt ngươi đúng là một vị tuổi trẻ cán bộ, tuyệt đối đừng bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này hủy đi một người tốt đẹp tiền đồ. Tô Tình nói, cán bộ trẻ tuổi không tầm thường, ta là muốn thường xuyên thúc giục ngươi, để tránh ngươi phạm sai lầm. Hứa Thuần Lương gật đầu cười nói, thúc giục phương diện này không phải ngươi cường hạng, vẫn là ta tới đi. Tô Tình khuôn mặt đỏ lên, ngươi cường hạng chính là không muốn mặt. Hứa Thuần Lương nói, chứng minh ta thích ngươi a, vì ngươi liền mặt cũng không cần, ngươi nói ta còn có cái gì không bỏ xuống được. Lúc này phục vụ viên tới mang thức ăn lên, Hứa Thuần Lương tạm thời đình chỉ trêu chọc. Tô Tình lặng lẽ đem chân đưa tới, nghĩ giẫm Hứa Thuần Lương chân, lại bị Hứa Thuần Lương sớm thấy rõ mục đích, dùng hai chân kẹp lấy, Tô Tình cũng kẹp lấy hắn một chân. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không khỏi đồng thời nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, còn có một việc, chúng ta làm lần này chiêu thương đại hội muốn mời ngươi đi toàn bộ hành trình đưa tin mở rộng. Tô Tình nói, ta là văn lữ kênh uy, ngươi mở chính là chiêu thương đại hội, phải cùng kinh tế kênh kết nối. Hứa Thuần Lương nói, văn lữ cục cũng sẽ lần này chiêu thương đại hội thiết lập gian hàng, cái này chẳng phải sư xuất nổi danh. Tô Tình nói, ngươi rất nhớ ta đi à. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, nhất định. Tô Tình xinh đẹp cười nói, vậy ta liền đi. Kỳ thật coi như Hứa Thuần Lương không nói, nàng cũng sẽ đi hỗ trợ mở rộng. Hai người chân dưới bàn dây dưa, Hứa Thuần Lương nói, ban đêm ta còn phải đi trong nhà người chịu đựng một đêm. Chịu đựng. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian sửa lời nói, có chút vui đến quên cả trời đất, không biết Tô Đại Tiểu Thư có nguyện ý hay không thu nhiều lưu ta một đêm. Tô Tình nói, chỉ cần ngươi muốn, ta thu lưu ngươi cả một đời. Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình anh em hưởng thụ lấy bữa tối. Nửa đường Lục Kỳ gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Uông Kiến Thành bản án có đột phá tính tiến triển, căn cứ bọn hắn đạt được màn hình giám sát cho thấy, Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ hiện trường có cái gọi Hoàng Thiện Minh bán đảo người tại hiện trường ẩn hiện, người kia lệ thuộc vào cái nào đó quốc tế sát thủ tổ chức, tại Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ trước đó, cái này Hoàng Thiện Minh cùng Đường Kinh Luân đã gặp mặt. Hứa Thuần Lương ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng trong lòng cho rằng Đường Kinh Luân không thể nghi ngờ tại trong chuyện này gánh tội. Có người không muốn chuyện này tiếp tục tra được, cho nên ném ra ngoài Đường Kinh Luân cái này vật hy sinh tạm thời làm chấm dứt. Hiện tại xem ra cái này lấy nhà thiết kế làm hạch tâm sát thủ đoàn đội cũng đã bại lộ người trước, bọn hắn chỗ có thành viên đều sẽ bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức truy nã. Lục Kỳ bên kia có chút hưng phấn, vì Uông Kiến Thành bản án hắn gần nhất tiếp nhận áp lực rất lớn, hiện tại cuối cùng có bản giao, Lục Kỳ nói, Thuần Lương, ta lúc đầu đã cảm thấy không có đơn giản như vậy. Quả nhiên là một trận có ý định hành động trả thù, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống, Uông gia phụ tử thu mua Hoa Niên tập đoàn không ít sản nghiệp, trong quá trình giao dịch đem giá cả ép tới rất thấp, đoán chừng chính là nguyên nhân này cùng Đường Kinh Luân kết cửu oán. Hứa Thuần Lương biết Lục Kỳ làm việc kỹ lưỡng, chuyện này tạm thời có một kết thúc đối với hắn cũng là một chuyện tốt, dù sao cha được khẳng định sẽ đối với Lục Kỳ bất lợi, cả kiện sự tình đã vượt ra khỏi Lục Kỳ phạm vi năng lực. Lục Kỳ rõ ràng ở vào phá án sau trong hưng phấn, cùng Hứa Thuần Lương hàn huyên hơn 10 phút mới bỏ được để điện thoại xuống. Hứa Thuần Lương nói, Lục Kỳ điện thoại. Tô Tình ở một bên cũng nghe cái đại khái, có chút hiếu kỳ nói, Đường Kinh Luân xảy ra chuyện rồi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chết rồi, nghe nói là sợ tội tự sát. Sợ tội tự sát? Hứa Thuần Lương nói, giống như dính đến Uông Kiến Thành bản án, chúng ta không trò chuyện cái này, tâm sự công việc của ngươi. Tô Tình nói, công việc rất thuận lợi, du lịch kênh áp lực công việc nhỏ đi rất nhiều, chủ yếu là chúng ta bên này người trẻ tuổi chiếm đa số, không có nhiều như vậy lục đục với nhau sự tình. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên, gọi điện thoại tới là Từ Dĩnh, lại là Triệu Phi Dương vừa mới bị Đông Châu cảnh sát mang đi, căn bản không cho hắn cùng ngoại giới liên lạc, Từ Dĩnh lo lắng hắn xảy ra chuyện, nhưng nàng tại Đông Châu giới cảnh sát cũng không có bằng hữu, tại là nghĩ đến Hứa Thuần Lương. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ hỏi một chút tình huống. Hứa Thuần Lương đoán chừng Triệu Phi Dương bị mang đi cùng Đường Kinh Luân bản án có quan hệ, dù sao lúc trước Triệu Phi Dương cùng anh em nhà họ Đường ở giữa ân ân oán oán không ít, hiện tại Đường Kinh Luân chết rồi, tìm hắn thông lệ điều tra cũng là bình thường, bất quá nhìn từ điểm này, cảnh sát vẫn đối Đường Kinh Luân nguyên nhân cái chết còn nghi vấn. Hứa Thuần Lương để Từ Dĩnh không cần kinh hoàng, hắn quay đầu hỗ trợ hỏi thăm một chút. Từ Dĩnh lại tìm hắn muốn kiểu như Long phương thức liên lạc, đoán chừng là cân nhắc đến xấu nhất khả năng, vạn nhất Triệu Phi Dương gặp đại phiền toái, nàng chỉ có thể kiên trì hướng kiểu như Long xin giúp đỡ,
dù sao Kiều Như Long còn thiếu Triệu Phi Dương một cái đại nhân tình. Cơm nước xong xuôi, Tô Tình đi tính tiền thời điểm, Quỷ Thu Ngân nói cho nàng có người thanh toán, Tô Tình có chút kỳ quái, vì để tránh cho gặp được người quen, nàng còn đặc địa tuyển một nhà khoảng cách truyền hình xa xôi tiệm cơm, chẳng lẽ là Hứa Thuần Lương? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ngươi đừng nhìn ta, ta một mực đi cùng với ngươi, nói không chừng là ngươi nào đó phen. Tô Tình nói, có thể là ngươi người quen đâu. Hai người một bên nghị luận một bên hướng bãi đỗ xe đi đến, đi vào bãi đỗ xe có chiếc xe tải bọn hắn trải qua thời điểm hướng bọn họ lấp lóe đèn. Hai người đưa mắt nhìn lại, đã thấy cửa xe mở ra, Mặc Hàm từ bên trong đi ra, Tô Tiểu Thư, chào buổi tối. Tô Tình hơi kinh ngạc nhìn Hứa Thuần Lương một chút, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Mặc Hàm làm sao biết bọn hắn ở chỗ này. Vừa rồi mê hoặc lúc này tìm được đáp án, khẳng định là Mặc Hàm vì bọn họ kết hết nợ. Hứa Thuần Lương cũng rất kỳ quái, bất quá có một chút có thể khẳng định, chắc chắn sẽ không là trùng hợp, hẳn là Mặc Hàm theo dõi chính mình. Tô Tình cười nói, Mặc Tiểu Thư tốt, trùng hợp như vậy à? Mặc Hàm nói, thế giới này khắp nơi đều tràn đầy trùng hợp, ngại hay không ta mượn bên cạnh người bạn trai dùng một lát. Tô Tình lập tức cảnh giác, giữa chúng ta có sâu như vậy giao tình sao? Mặc Hàm mỉm cười nói, ngươi không cần nhiều tâm, chính là muốn theo hắn đàm một ít chuyện. Không hao phí quá lâu thời gian, ta cam đoan đàm xong sau sẽ đem hắn của về chủ cũ. Tô Tình nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn cũng không phải ta vật phẩm tư nhân, nói gì hướng ta mượn đi dùng một lát, chân dài tại hắn trên người mình, người hỏi hắn chính là. Hứa Thuần Lương trong lòng ngầm cười khổ, Tô Tình đem bóng ra đá cho mình, bất quá trong lòng của nàng nhất định là không muốn mình đi qua, cái này Mặc Hàm thật là biết chọn thời điểm. Mặc Hàm cười nhẹ nhàng nhìn qua Hứa Thuần Lương. Tô Tiểu Thư tướng quyền quyết định giao cho ngươi, Hứa Thuần Lương ý của ngươi như nào? Hứa Thuần Lương nói, cũng không phải ngoại nhân, ngươi có chuyện gì ở chỗ này nói chính là. Mặc Hàm lắc đầu nói, chỉ có thể nói riêng. Tô Tình nói, tối nay là ngươi kết sổ sách à? Mặc Hàm nói, tìm ngươi cho người mượn dù sao cũng phải có chút thành ý. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta đã hẹn đi xem phim, có chuyện gì hôm nào rồi nói sau. Tô Tình mừng thầm trong lòng. Hứa Thuần Lương quả nhiên bận tâm cảm thụ của mình. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, quay người về tới trong xe, Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình hướng xe của nàng đi đến, Tô Tình còn cố ý vén lên cánh tay của hắn, đã Mặc Hàm như thế quá phận, cũng đừng trách ta hướng ngươi thị uy. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên một tiếng, lại là Mặc Hàm phát tới tin tức muốn biết Đường Kinh Luân chân chính nguyên nhân cái chết liền đến. Hứa Thuần Lương trong lòng run lên, vô ý thức quay đầu lại. Mặc Hàm vẫn ngồi ở trong xe chờ lấy hắn, không thể không thừa nhận cô nàng này vẫn là hiểu được một chút nắm biện pháp của mình. Tô Tình cũng nhìn ra Hứa Thuần Lương tâm tư, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là muốn đi liền đi qua đi, ta trở về chờ ngươi là được. Hứa Thuần Lương đưa tay sờ sờ Tô Tình gương mặt xinh đẹp, nói khẽ, ngươi yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Tình nhẹ gật đầu, cẩn thận a, nàng không phải người tốt lành gì. Hứa Thuần Lương cười nói, biết. Tô Tình thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, nhỏ giọng nói, cái kia đi qua. Hứa Thuần Lương trong lòng nóng lên, đây không phải chờ Vu Minh xác thực nói với mình nàng đã chuẩn bị kỹ càng, Hứa Thuần Lương nặng nặng nhẹ gật đầu, chờ ta. Tô Tình lên xe, nhìn thấy Hứa Thuần Lương chạy tới Mặc Hàm trước xe, trong lòng thầm nghĩ, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta còn là lộ ra trà đại phương một chút, không phải sẽ để cho nữ nhân kia trò cười, nàng quyết định lái xe đi trước. Hứa Thuần Lương lên xe. Mặc Hàm nói, ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên, khắp nơi lưu tình, thật không rõ, như ngươi loại này tay ăn chơi thế mà tại thể chế bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hứa Thuần Lương nói, bớt nói nhảm, nói chính sự. Mặc Hàm đạp xuống chân ga. Hứa Thuần Lương nói, ta nói, ngươi không thể ở chỗ này trò chuyện a. Mặc Hàm chở Hứa Thuần Lương đi thẳng tới Trường Giang bên bờ, Hứa Thuần Lương mặc dù nhiều lần kháng nghị, nhưng Mặc Hàm đem nàng kháng nghị chỉ làm không khí. Mặc Hàm ngừng xuống xe hơi, đẩy cửa xe ra đi xuống, Hứa Thuần Lương chỉ có thể đi theo, ta nói ngươi có phải hay không muốn hại ta a? À? Mang ta đến trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương rách nát. Mặc Hàm nói, Đường Kinh Vĩ còn sống. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải là rất bình thường, cảnh sát lại không tìm được thi thể của hắn. Mặc Hàm nói, tề sảng năm đó bản án là Đường Kinh Vĩ làm, hắn cho rằng Kiều Như Long hại chết con của hắn. Cho nên hắn nếu không tiếc đại giới trả thù. Đối Hứa Thuần Lương tới nói cái này không đáng kể chút nào bí mật, lúc trước chính là hắn xuất thủ cứu tề sảng mẹ con.
Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu là thật biết đường kinh vĩ hạ lạc, ta đề nghị ngươi vẫn là nhanh đi báo cảnh, biết chuyện không báo cũng là phạm tội. Mặc Hàm nói, đường kinh luân chết rất có thể sẽ kích thích đến đường kinh vĩ, thù mới hận cũ, đường kinh vĩ có lẽ sẽ khởi xướng trả thù điên cuồng hơn. Trả thù ai, Uông gia sao? Mặc Hàm lắc đầu. Hứa Thuần Lương minh bạch nàng chỉ nên là Kiều gia. Ngươi cùng ta trò chuyện những này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh? Hứa Thuần Lương đến bây giờ đều không có hiểu rõ Mặc Hàm rốt cuộc đóng vai cái gì nhân vật, nàng đến cùng muốn cái gì? Mặc Hàm biểu lộ có vẻ hơi xoắn xuýt, một lát sau nói, ngươi vì cái gì không ngăn cản Mai Như Tuyết gả cho Uông Kiến Thành? Hứa Thuần Lương nói, nàng là cái có chủ kiến người, ta tìm nàng nói qua, cũng không có khởi đến bất kỳ tác dụng gì. Mặc Hàm cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi không có hết sức, Mai Như Tuyết chỉ là ngươi đông đảo trong nữ nhân một cái, ngươi căn bản không quan tâm. Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Ta cùng chuyện của nàng lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Mặc Hàm nói, nàng thích ngươi chẳng lẽ ngươi không biết. Hứa Thuần Lương nói, đối với nàng mà nói, gia tộc lợi ích quan trọng hơn, nàng là không thể nào lựa chọn ta như vậy một người bình thường, ngươi hiểu chưa? Là, nếu như ta ép buộc nàng, có lẽ có khả năng ngăn cản nàng cùng Uông Kiến Thành hôn nhân, nhưng là ta làm như vậy kết quả, chính là ảnh hưởng đến nàng tiền đồ, ảnh hưởng đến Uông Kiều hai nhà chính trị liên minh. Nàng không những sẽ không cảm kích ta sẽ còn hận ta. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ta luôn cảm thấy chuyện lần này không có đơn giản như vậy, đi qua hai nhà bọn họ đã ngầm đồng ý Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành giải trừ hôn ước, vì cái gì Uông gia đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Hứa Thuần Lương thở dài nói, chuyện này đương nhiên là có nguyên nhân, gần nhất ngoại giới lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói Uông Kiến Thành tàn tật, Kiều gia vì vậy mà hối hôn, Kiều gia danh dự bị không ít tổn thất. Mặc Hàm nói, danh dự bị hao tổn chính là Kiều gia, Uông gia danh dự không có nửa điểm tổn thất, Uông gia cầu hôn ngược lại thành toàn Kiều gia thanh danh, ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Hứa Thuần Lương nói, có cái gì kỳ quái, Uông chính đạo cái kia giả biến thái muốn thông qua loại phương thức này trả thù Kiều gia. Mặc Hàm nói, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Hứa Thuần Lương nói, không thể, ngươi tìm ta chuẩn không có công việc tốt. Mặc Hàm nói, chuyện này liên quan đến Mai Như Tuyết. Người đến cùng giúp hay là không giúp? Hứa Thuần Lương nói, Mặc Hàm, người cùng Mai Như Tuyết đến cùng quan hệ thế nào? Người thật giống như rất quan tâm nàng bộ dáng. Mặc Hàm nói, ta chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương, ta không quen nhìn Kiều gia hy sinh nàng đến thành tựu gia tộc lợi ích chính trị. Hứa Thuần Lương thầm than, mình làm sao không muốn giúp Mai Như Tuyết, nhưng Mai Như Tuyết cự tuyệt hảo ý của mình, nàng đối tự thân tương lai có minh xác quy hoạch. Mai Như Tuyết chưa hề đều không phải là đem tình cảm thả tại vị trí thứ nhất. Hứa Thuần Lương nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mặc Hàm nói, ngươi có thể hay không lấy tới Uông Kiến Thành huyết dịch hàng mẫu? Hứa Thuần Lương trong lòng điểm khả nghi tỏa ra, ngươi muốn món đồ kia làm gì? Nói thật, Mặc Hàm có vẻ hơi do dự, ngươi chớ để ý, chỉ muốn giúp ta chuyện này liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta dựa vào cái gì? Trong lòng bỗng nhiên run lên. Đây là hắn đối nguy hiểm đến tâm linh cảm ứng, Hứa Thuần Lương một cái bước xa nhào tới, tướng Mặc Hàm thân thể ngã nhào xuống đất. Mặt đất đều là vỡ sỏi, Mặc Hàm không có tới cùng làm ra phản ứng, thân thể bị vỡ sỏi cấn đến đau đớn, cơ hồ ngay tại Hứa Thuần Lương bổ nhào nàng đồng thời, một mũi tên dán Hứa Thuần Lương trên sống lưng phương cao tốc lướt qua, thật sâu đinh nhập phía sau bọn họ ô tô cửa hông bên trên. Hứa Thuần Lương lập tức ôm lấy Mặc Hàm hướng ô tô vị trí lăn lộn, thân thể của bọn hắn vừa rời đi. Đoạt, 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 không ngừng bên tai, lại có mấy chi vũ tiễn đinh nhập bọn hắn vừa mới ngã xuống địa phương, hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm đã thành công chuyển rời đến ô tô hậu phương. 3. Một chi vũ tiễn bắn trúng cửa sổ xe, tướng cửa kính xe bắn ra vỡ nát. Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm từ dưới đất bò dậy, lợi dụng ô tô che chở lấy thân thể, Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm nói, người đem ta mang đến nơi đây để cho người ta ám sát tới. Mặc Hàm xì một tiếng khinh miệt, có lầm hay không, mục tiêu của bọn hắn là ta. Hứa Thuần Lương nói, gặp ngươi dù sao không có chuyện tốt gì, bị ngươi liên lụy, ngươi chính là một sao chổi. Mặc Hàm nhỏ giọng nói, bớt nói nhảm, vẫn là nghĩ muốn như thế nào thoát thân. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ thoát thân còn không dễ dàng, bám vào Mặc Hàm bên tai nói, xem ra không chỉ một, ta đi hấp dẫn hỏa lực, ngươi tìm cơ hội đem xe phát động. Mặc Hàm nhẹ gật đầu.
Hứa Thuần Lương nói làm liền làm, thân thể đột nhiên từ sau xe liền xông ra ngoài, Mạc Hàm kinh ngạc nói, cẩn thận. Mấy mũi tên bắn về phía đột nhiên từ sau xe thoát ra Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tốc độ thực sự quá nhanh, bắn ra vũ tiễn không hề trúng đích, hắn bằng tốc độ kinh người phóng tới phải phía trước một gốc ôm hết thô đại thụ. Hứa Thuần Lương thân thể ẩn thân tại thân cây hậu phương, lập tức có mấy mũi tên đính tại trên cành cây. Hứa Thuần Lương thành công hấp dẫn tiềm phục tại chỗ tối sát thủ lực chú ý, Mạc Hàm thừa dịp này thời cơ mở cửa xe tiến vào trong xe, nàng tướng động cơ khởi động, động cơ vừa vừa khởi động liền bị sát thủ phát hiện, lập tức nỏ gân lại nhắm ngay ô tô. Hứa Thuần Lương từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, nhắm chuẩn vũ tiễn phát ra bụi cỏ lau, xoay tròn cánh tay hung hăng đập tới, hòn đá tại hắn đại lực ném mạnh phía dưới tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía bụi cỏ lau. Bụi cỏ lau bên trong hét thảm một tiếng, lại là Hứa Thuần Lương thành công đánh trúng vào một sát thủ. Hứa Thuần Lương cùng Mạc Hàm sau khi tách ra, sát thủ tương đương nhiều một mục tiêu, thế tất phân tán tinh lực. Mạc Hàm đã đạp xuống chân ga, hướng Hứa Thuần Lương ẩn thân chỗ chạy tới, Mạc Hàm mục đích là muốn cho Hứa Thuần Lương lên xe, trước thoát đi hiểm địa lại nói. Mắt thấy ô tô tiếp cận cây đại thụ kia, Hứa Thuần Lương nhưng không có lên xe ý tứ. Lợi dụng ô tô một lần nữa hấp dẫn kẻ ám sát lực chú ý thời cơ, Hứa Thuần Lương uyển như quỷ mị phóng tới bụi cỏ lau. Hứa Thuần Lương cử động hiển nhiên vượt quá Mạc Hàm ngoài ý liệu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tựa như một đạo khói đen xuất vào bụi cỏ lau, thân thể tại cao tốc tiến lên trạng thái vẫn có thể linh hoạt tự nhiên biến ảo phương hướng, thân pháp này đơn giản siêu việt nhân loại cực hạn. Ẩn thân tại bụi cỏ lau bên trong sát thủ phát hiện Hứa Thuần Lương nhào về phía bọn hắn thời điểm, ngay lập tức đem tất cả hỏa lực đều nhắm ngay Hứa Thuần Lương. Mạc Hàm mặc dù biết Hứa Thuần Lương võ công cao cường, lúc này cũng không nhịn được vì hắn cảm thấy lo lắng, tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến, sau đó quanh mình một lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng. Mạc Hàm lái xe lái về phía kia phiến bụi cỏ lau, coi như giúp không được gì, có thể hấp dẫn bộ phận hỏa lực cũng là tốt. Ô tô mới vừa tới đến bụi cỏ lau phụ cận, liền nghe đến Hứa Thuần Lương thanh âm truyền đến, không sao, đã giải quyết. Mạc Hàm xuống xe lần theo thanh âm đi vào bụi cỏ lau bên trong, đã thấy Hứa Thuần Lương đứng tại phía trước, trên mặt đất nằm ba tên nam tử, có một người óc vỡ toang mệnh tang tại chỗ, là mới vừa rồi bị Hứa Thuần Lương dùng hòn đá đánh trúng vào mặt. Mạc Hàm âm thầm kinh hãi, Hứa Thuần Lương lúc ấy khoảng cách cái này người chết chỉ ít có 100 mét xa, vậy mà chỉ dựa vào ném mạnh chi lực liền đem người này đập cái óc vỡ toang, chỉ riêng phần này lực cánh tay mà nói, đi tham gia Thế vận hội Olympic quả tạ tranh tài cũng có thể cầm quán quân. Mặt khác hai cái bị Hứa Thuần Lương chế trụ huyệt đạo, nằm trên mặt đất há to miệng, biểu lộ cực kỳ sợ hãi, nhưng khổ vì đã mất đi hành động năng lực. Hứa Thuần Lương chỉ trên đất mấy người hướng Mạc Hàm nói, quen biết sao? Mạc Hàm nhìn thấy một người trong đó, đôi mắt đẹp nổi lên xâm nhiên hàn quang, nàng bỗng nhiên rút ra chủy thủ một đao đâm vào người kia ngực trái. Hứa Thuần Lương cũng là khẽ giật mình, hắn lưu lại người sống nguyên nhân chính là nghĩ để ra nghi vấn những sát thủ này là ai phái tới. Nghĩ không ra Mạc Hàm xuất thủ liền đem người cho xử lý, hỏng, cô nàng này muốn giết người diệt khẩu, trong đó tất có huyền cơ. Hứa Thuần Lương chuẩn bị ngăn cản Mạc Hàm giết chết một tên khác sát thủ thời điểm, Mạc Hàm nhưng không có tiếp tục xuất thủ, hai mắt tiếp cận kia duy nhất người sống sót dùng tiếng Nhật nói, người tốt nhất thành thành thật thật bàn giao, không phải hắn chính là của ngươi hạ tràng. Tên kia người sống sót bị Hứa Thuần Lương chế trụ á huyệt, bây giờ căn bản không phát ra được thanh âm nào. Mạc Hàm nhìn ra nguyên nhân, đưa tay đi giải huyệt câm của hắn, ngón tay chỉ xuống dưới đối phương vẫn là không có nửa điểm phản ứng, có chút lúng túng nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng thầm nghĩ, người này thủ pháp điểm huyệt ta thế mà không giải được. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng xấu hổ, đưa tay tướng sát thủ á huyệt giải khai, trong lòng âm thầm kỳ quái, Mạc Hàm vừa nói là tiếng Nhật sao. Dù sao ta nghe không hiểu, chẳng lẽ cái này mấy tên sát thủ đều là nghe hồng người. Mạc Hàm dùng tiếng Nhật nói. Nói, người nào phái các ngươi tới? Sát thủ trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái, Hứa Thuần Lương nhìn thấy con hàng này cắn cơ bỗng nhúc nhích, sớm thấy rõ hắn mục đích, kịp thời điểm trúng huyệt đạo của hắn, đẩy ra người này miệng, tướng giấu giếm tại cái lưỡi bao con nhộng móc ra, tên này sát thủ đang chuẩn bị cắn nát bao con nhộng tự sát, đáng tiếc không đợi hắn làm xong động tác liền bị Hứa Thuần Lương phát hiện. Mạc Hàm nhìn qua viên kia màu lam nhỏ dược hoàn, đối Hứa Thuần Lương kính nể chi tâm lại nhiều hơn mấy phần. Người này chẳng những võ công cao cường trí lực cũng là vượt qua người ta một bậc, dự đoán trước đối phương tự sát. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chậm rãi hỏi đi, ta đi xem một chút ô tô bị hao tổn tình huống.
Hứa Thuần Lương đi vào ô tô bên cạnh, từ Mặc Hàm dùng tiếng Nhật thẩm vấn tình huống đến xem, nàng cũng đã tướng thân phận của đối phương đoán cái 89/10, trận này ám sát mục tiêu là Mặc Hàm không thể nghi ngờ, mình chỉ là không khéo cho gặp được, với hắn mà nói thật xui xẻo, có thể đối Mặc Hàm tới nói vẫn là rất may mắn, nếu như không phải từ mình tại bên người nàng, đêm nay chẳng diện này nàng một người chỉ sợ không dễ ứng phó. Lấy Mặc Hàm võ công tại dưới tình huống bình thường đối phó cái này ba tên sát thủ hẳn là không vấn đề gì, nhưng nàng hiện tại bởi vì tu luyện thụ trợ công lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể đạt tới nàng trạng thái đỉnh phong thực lực một nửa. Hứa Thuần Lương tướng trên xe vũ tiễn túm ra, nhờ ánh trăng tại thốc trên ngọn thấy được một cái giáp tự, không biết cái chữ này đại biểu cái gì, thốc nhọn cũng không phải là Trung Hoa truyền thống hình dạng. Ước chừng qua hơn 10 phút, Mặc Hàm từ bụi cỏ lau bên trong đi ra. Hướng Hứa Thuần Lương nói, đi thôi. Hứa Thuần Lương nói, người đâu? Mặc Hàm nói, ta sẽ cho người xử lý, người cứ yên tâm, không có bị lậu. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết nàng dùng phương pháp thế nào xử lý. Mặc Hàm nói, đi thôi, lập tức xử lý thi thể người liền sẽ đến, người không muốn bị bọn hắn đụng vào a. Hứa Thuần Lương lên xe, Mặc Hàm lái xe rời đi sông bãi, Hứa Thuần Lương nhìn ở tính tình không có đặt câu hỏi. Cuối cùng vẫn là Mặc Hàm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, bọn hắn đều là từ Nghê Hồng tới. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ngươi dùng tiếng Nhật tra hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn thân phận? Mặc Hàm nói, bắn về phía chúng ta tên nỏ đầu mũi tên phía trên có khắc một cái giáp tự, đại biểu giáp hạ, Nghê Hồng ninja lưu phái một trong, đi qua chỉ là định cư tại giáp hạ tu nghiệm người. Giáp hạ chính giữa có tòa độ cao so với mặt biển hơn 600 mét cơm đạo sơn. Từ xưa đến nay chính là Thiên Thai Tông Tam Đại tu hành đạo trường một trong, có rất nhiều tu nghiệm người. Hứa Thuần Lương nói, ninja, không có cảm giác bọn hắn mạnh bao nhiêu, ta cũng không có gặp bọn họ thi triển nhẫn thuật. Mặc Hàm nói, kia là bởi vì bọn họ đối thủ quá mạnh. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Mặc Hàm tựa như là đang biến tướng lấy lòng chính mình. Ngươi còn đắc tội tiểu quỷ tử. Mặc Hàm nói, việc này không liên hệ gì tới ngươi, thật có lỗi. Đêm nay liên lụy ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta vốn đang cho là ngươi xếp đặt cái cục, bất quá ta xem bọn hắn vừa rồi biểu hiện là muốn đem ngươi cho xử lý, thiết lập ván cục như thế rất thật giống như không nhiều lắm. Mặc Hàm nói, ta còn chưa tới cầm tính mạng của mình làm cục, muốn đối phó ngươi cũng không cần phiền toái như vậy. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã thừa nhận, liền Hứa Thuần Lương biểu hiện ra thực lực, đối phó hắn rất khó, ai cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng dạng này cường giả là địch. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vừa mới để cho ta hỗ trợ sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Mặc Hàm nói, cũng không tính là gì đại sự, người yêu có giúp hay không. Hứa Thuần Lương nói, người đối Hứa ra sự tình giống như khá là hứng thú a, người cùng Mai Như Tuyết đến cùng quan hệ thế nào. Mặc Hàm bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, Hứa Thuần Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bởi vì quán tính vọt tới trước. Làm sao lái xe, Hứa Thuần Lương phàn nàn nói. Mặc Hàm cắn chặt hàm răng, tay phải có chút thống khổ che ngực. Hứa Thuần Lương ý thức được nàng tình huống có chút không đúng, người thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Mặc Hàm nói, ta không sao. Nàng cấp tốc từ trong sắc tay tìm ra một cái bình ngọc, từ đó lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng nàng ăn vào chính là mình cho nàng bát phân định tâm đan, nhưng phát hiện kia cái bình cũng không phải là mình cho nàng cái kia, dược hoàn tuy nhỏ. Nhưng tản ra mùi không thể gạt được Hứa Thuần Lương cảm giác, hắn lập tức đánh giá ra, cái này là một cái dùng thuốc lưu thông khí huyết quy nguyên loại hình dược hoàn, trong đó chứa xích diễm cỏ, tam tuế khô loại hình dược vật. Mặc Hàm nói, chuyện này liên quan đến Mai Như Tuyết, người đến cùng giúp hay là không giúp? Hứa Thuần Lương nói, Mặc Hàm, người cùng Mai Như Tuyết đến cùng quan hệ thế nào? Người thật giống như rất quan tâm nàng bộ dáng. Mặc Hàm nói, ta chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương. Ta không quen nhìn Kiều gia hy sinh nàng đến thành tựu gia tộc lợi ích chính trị. Hứa Thuần Lương thầm than, mình làm sao không muốn giúp Mai Như Tuyết, nhưng Mai Như Tuyết cự tuyệt hảo ý của mình, nàng đối tự thân tương lai có minh xác quy hoạch, Mai Như Tuyết chưa hề đều không phải là đem tình cảm thả tại vị trí thứ nhất. Hứa Thuần Lương nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mặc Hàm nói, ngươi có thể hay không lấy tới Uông Kiến Thành huyết dịch hàng mẫu. Hứa Thuần Lương trong lòng điểm khả nghi tỏa ra. Người muốn món đồ kia làm gì? Nói thật, Mặc Hàm có vẻ hơi do dự, người chớ để ý, chỉ muốn giúp ta chuyện này liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta dựa vào cái gì? Trong lòng bỗng nhiên run lên,
Đây là hắn đối nguy hiểm đến tâm linh cảm ứng, Hứa Thuần Lương một cái bước xa nhào tới, tướng Mặc Hàm thân thể ngã nhào xuống đất. Mặt đất đều là vỡ sỏi, Mặc Hàm không có tới cùng làm ra phản ứng, thân thể bị vỡ sỏi cấn đến đau đớn, cơ hồ ngay tại Hứa Thuần Lương bổ nhào nàng đồng thời, một mũi tên dán Hứa Thuần Lương trên sống lưng phương cao tốc lướt qua, thật sâu đinh nhập phía sau bọn họ ô tô cửa hông bên trên. Hứa Thuần Lương lập tức ôm lấy Mặc Hàm hướng ô tô vị trí lăn lộn, thân thể của bọn hắn vừa rời đi. Đoạt, 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 không ngừng bên tai, lại có mấy chi vũ tiễn đinh nhập bọn hắn vừa mới ngã xuống địa phương, hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm đã thành công chuyển rời đến ô tô hậu phương. 3. Một chi vũ tiễn bắn trúng cửa sổ xe, tướng cửa kính xe bắn ra vỡ nát. Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm từ dưới đất bò dậy, lợi dụng ô tô che chở lấy thân thể, Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm nói, người đem ta mang đến nơi đây để cho người ta ám sát tới. Mặc Hàm xì một tiếng khinh miệt, có lầm hay không, mục tiêu của bọn hắn là ta. Hứa Thuần Lương nói, gặp ngươi dù sao không có chuyện tốt gì, bị ngươi liên lụy, ngươi chính là một sao chổi. Mặc Hàm nhỏ giọng nói, bớt nói nhảm, vẫn là nghĩ muốn như thế nào thoát thân. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ thoát thân còn không dễ dàng, bám vào Mặc Hàm bên tai nói, xem ra không chỉ một, ta đi hấp dẫn hỏa lực, ngươi tìm cơ hội đem xe phát động. Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói làm liền làm, thân thể đột nhiên từ sau xe liền xông ra ngoài, Mặc Hàm kinh ngạc nói, cẩn thận. Mấy mũi tên bắn về phía đột nhiên từ sau xe thoát ra Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tốc độ thực sự quá nhanh, bắn ra vũ tiễn không hề trúng đích, hắn bằng tốc độ kinh người phóng tới phải phía trước một gốc ôm hết thô đại thụ. Hứa Thuần Lương thân thể ẩn thân tại thân cây hậu phương, lập tức có mấy mũi tên đính tại trên cành cây. Hứa Thuần Lương thành công hấp dẫn tiềm phục tại chỗ tối sát thủ lực chú ý, Mặc Hàm thừa dịp này thời cơ mở cửa xe tiến vào trong xe, nàng tướng động cơ vừa khởi động liền bị sát thủ phát hiện, lập tức nỏ gân lại nhắm ngay ô tô. Hứa Thuần Lương từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, nhắm chuẩn vũ tiễn phát ra bụi cỏ lau, xoay tròn cánh tay hung hăng đập tới, hòn đá tại hắn đại lực ném mạnh phía dưới tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía bụi cỏ lau. Bụi cỏ lau bên trong hét thảm một tiếng, lại là Hứa Thuần Lương thành công đánh trúng vào một sát thủ. Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm sau khi tách ra, sát thủ tương đương nhiều một mục tiêu, thế tất phân tán tinh lực. Mặc Hàm đã đạp xuống chân ga, hướng Hứa Thuần Lương ẩn thân chỗ chạy tới, Mặc Hàm mục đích là muốn cho Hứa Thuần Lương lên xe, trước thoát đi hiểm địa lại nói. Mắt thấy ô tô tiếp cận cây đại thụ kia, Hứa Thuần Lương nhưng không có lên xe ý tứ. Lợi dụng ô tô một lần nữa hấp dẫn kẻ ám sát lực chú ý thời cơ, Hứa Thuần Lương uyển như quỷ mị phóng tới bụi cỏ lau. Hứa Thuần Lương cử động hiển nhiên vượt quá Mặc Hàm ngoài ý liệu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tựa như một đạo khói đen xuất vào bụi cỏ lau, thân thể tại cao tốc tiến lên trạng thái vẫn có thể linh hoạt tự nhiên biến ảo phương hướng, thân pháp này đơn giản siêu việt nhân loại cực hạn. Ẩn thân tại bụi cỏ lau bên trong sát thủ phát hiện Hứa Thuần Lương nhào về phía bọn hắn thời điểm, ngay lập tức đem tất cả hỏa lực đều nhắm ngay Hứa Thuần Lương. Mặc Hàm mặc dù biết Hứa Thuần Lương võ công cao cường, lúc này cũng không nhịn được vì hắn cảm thấy lo lắng, tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến, sau đó quanh mình một lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng. Mặc Hàm lái xe lái về phía kia phiến bụi cỏ lau, coi như giúp không được gì, có thể hấp dẫn bộ phận hỏa lực cũng là tốt. Ô tô mới vừa tới đến bụi cỏ lau phụ cận, liền nghe đến Hứa Thuần Lương thanh âm truyền đến, không sao, đã giải quyết. Mặc Hàm xuống xe lần theo thanh âm đi vào bụi cỏ lau bên trong, đã thấy Hứa Thuần Lương đứng tại phía trước, trên mặt đất nằm ba tên nam tử, có một người óc vỡ toang mệnh tang tại chỗ, là mới vừa rồi bị Hứa Thuần Lương dùng hòn đá đánh trúng vào mặt. Mặc Hàm âm thầm kinh hãi, Hứa Thuần Lương lúc ấy khoảng cách cái này người chết chỉ ít có 100 mét xa, vậy mà chỉ dựa vào ném mạnh chi lực liền đem người này đập cái óc vỡ toang, chỉ riêng phần này lực cánh tay mà nói, đi tham gia Thế vận hội Olympic quả tạ tranh tài cũng có thể cầm quán quân. Mặt khác hai cái bị Hứa Thuần Lương chế trụ huyệt đạo, nằm trên mặt đất há to miệng, biểu lộ cực kỳ sợ hãi, nhưng khổ vì đã mất đi hành động năng lực. Hứa Thuần Lương chỉ trên đất mấy người hướng Mặc Hàm nói, quen biết sao? Mặc Hàm nhìn thấy một người trong đó, đôi mắt đẹp nổi lên xâm nhiên hàn quang, nàng bỗng nhiên rút ra chủy thủ một đao đâm vào người kia ngực trái. Hứa Thuần Lương cũng là khẽ giật mình, hắn lưu lại người sống nguyên nhân chính là nghĩ để ra nghi vấn những sát thủ này là ai phái tới. Nghĩ không ra Mặc Hàm xuất thủ liền đem người cho xử lý, hỏng, cô nàng này muốn giết người diệt khẩu, trong đó tất có huyền cơ.
Hứa Thuần Lương chuẩn bị ngăn cản Mạc Hàm giết chết một tên khác sát thủ thời điểm, Mạc Hàm nhưng không có tiếp tục xuất thủ, hai mắt tiếp cận kia duy nhất người sống sót dùng tiếng Nhật nói, người tốt nhất thành thành thật thật bàn giao, không phải hắn chính là của ngươi hạ tràng. Tên kia người sống sót bị Hứa Thuần Lương chế trụ á huyệt, bây giờ căn bản không phát ra được thanh âm nào. Mạc Hàm nhìn ra nguyên nhân, đưa tay đi giải huyệt câm của hắn, ngón tay chỉ xuống dưới đối phương vẫn là không có nửa điểm phản ứng, có chút lúng túng nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng thầm nghĩ, người này thủ pháp điểm huyệt ta thế mà không giải được. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng xấu hổ, đưa tay tướng sát thủ á huyệt giải khai, trong lòng âm thầm kỳ quái, Mạc Hàm vừa nói là tiếng Nhật sao. Dù sao ta nghe không hiểu, chẳng lẽ cái này mấy tên sát thủ đều là nghe hồng người. Mạc Hàm dùng tiếng Nhật nói, người nào phái các ngươi tới. Sát thủ trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái, Hứa Thuần Lương nhìn thấy con hàng này cắn cơ bỗng nhúc nhích, sớm thấy rõ hắn mục đích, kịp thời điểm trúng huyệt đạo của hắn, đẩy ra người này miệng, tướng giấu giếm tại cái lưỡi bao con nhộng móc ra, tên này sát thủ đang chuẩn bị cắn nát bao con nhộng tự sát, đáng tiếc không đợi hắn làm xong động tác liền bị Hứa Thuần Lương phát hiện. Mạc Hàm nhìn qua viên kia màu lam nhỏ dược hoàn, đối Hứa Thuần Lương kính nể chi tâm lại nhiều hơn mấy phần, người này chẳng những võ công cao cường trí lực cũng là vượt qua người ta một bậc, dự đoán trước đối phương tự sát. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chậm rãi hỏi đi, ta đi xem một chút ô tô bị hao tổn tình huống. Hứa Thuần Lương đi vào ô tô bên cạnh, từ Mạc Hàm dùng tiếng Nhật thẩm vấn tình huống đến xem, nàng cũng đã tướng thân phận của đối phương đoán cái 8-9 phần 10. Trận này ám sát mục tiêu là Mạc Hàm không thể nghi ngờ, mình chỉ là không khéo cho gặp được, với hắn mà nói thật xui xẻo, có thể đối Mạc Hàm tới nói vẫn là rất may mắn, nếu như không phải từ mình tại bên người nàng, đêm nay chàng diện này nàng một người chỉ sợ không dễ ứng phó. Lấy Mạc Hàm võ công tại dưới tình huống bình thường đối phó cái này ba tên sát thủ hẳn là không vấn đề gì, nhưng nàng hiện tại bởi vì tu luyện thụ trợ công lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể đạt tới nàng trạng thái đỉnh phong thực lực một nửa. Hứa Thuần Lương tướng trên xe vũ tiễn túm ra, nhờ ánh trăng tại thốc trên ngọn thấy được một cái giáp tự, không biết cái chữ này đại biểu cái gì, thốc nhọn cũng không phải là Trung Hoa truyền thống hình dạng. Ước chừng qua hơn 10 phút, Mạc Hàm từ bụi cỏ lau bên trong đi ra, hướng Hứa Thuần Lương nói, đi thôi. Hứa Thuần Lương nói, người đâu? Mạc Hàm nói, ta sẽ cho người xử lý, người cứ yên tâm, không có bị lậu. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút hiếu kỳ. Không biết nàng dùng phương pháp thế nào xử lý. Mạc Hàm nói, đi thôi, lập tức xử lý thi thể người liền sẽ đến, người không muốn bị bọn hắn đụng vào a. Hứa Thuần Lương lên xe, Mạc Hàm lái xe rời đi sông bãi, Hứa Thuần Lương nhìn ở tính tình không có đặt câu hỏi, cuối cùng vẫn là Mạc Hàm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, bọn hắn đều là từ Nghê Hồng tới. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ngươi dùng tiếng Nhật tra hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn thân phận? Mạc Hàm nói, bắn về phía chúng ta tên nỏ đầu mũi tên phía trên có khắc một cái giáp tự, đại biểu giáp hạ, Nghê Hồng ninja lưu phái một trong, đi qua chỉ là định cư tại giáp hạ tu nghiệm người. Giáp hạ chính giữa có tọa độ cao so với mặt biển hơn 600 mét cơm đạo sơn, từ xưa đến nay chính là thiên thai tông tam đại tu hành đạo trường một trong, có rất nhiều tu nghiệm người. Hứa Thuần Lương nói, ninja, không có cảm giác bọn hắn mạnh bao nhiêu, ta cũng không có gặp bọn họ thi triển nhẫn thuật. Mạc Hàm nói, kia là bởi vì bọn họ đối thủ quá mạnh. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Mạc Hàm tựa như là đang biến tướng lấy lòng chính mình. Ngươi còn đắc tội tiểu quỷ tử. Mạc Hàm nói, việc này không liên hệ gì tới ngươi, thật có lỗi, đêm nay liên lụy ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta vốn đang cho là ngươi xếp đặt cái cục, bất quá ta xem bọn hắn vừa rồi biểu hiện là muốn đem ngươi cho xử lý, thiết lập ván cục như thế rất thật giống như không nhiều lắm. Mạc Hàm nói, ta còn chưa tới cầm tính mạng của mình làm cục, muốn đối phó ngươi cũng không cần phiền toái như vậy. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã thừa nhận, liền Hứa Thuần Lương biểu hiện ra thực lực, đối phó hắn rất khó, ai cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng dạng này cường giả là địch. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vừa mới để cho ta hỗ trợ sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Mạc Hàm nói, cũng không tính là gì đại sự, ngươi yêu có giúp hay không? Hứa Thuần Lương nói, người đối Hứa ra sự tình giống như khá là hứng thú a, người cùng Mai Như Tuyết đến cùng quan hệ thế nào? Mạc Hàm bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, Hứa Thuần Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bởi vì quán tính vọt tới trước. Làm sao lái xe? Hứa Thuần Lương phàn nàn nói. Mạc Hàm cắn chặt hàm răng, tay phải có chút thống khổ che ngực. Hứa Thuần Lương ý thức được nàng tình huống có chút không đúng, người thế nào?
chỗ nào không thoải mái? Mặc Hàm nói, ta không sao. Nàng cấp tốc từ trong sắc tay tìm ra một cái bình ngọc, từ đó lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng nàng ăn vào chính là mình cho nàng bát phân định tâm đan, nhưng phát hiện kia cái bình cũng không phải là mình cho nàng cái kia, dược hoàn tuy nhỏ, nhưng tản ra mùi không thể gạt được Hứa Thuần Lương cảm giác, hắn lập tức đánh giá ra, cái này là một cái dùng thuốc lưu thông khí huyết quy nguyên loại hình dược hoàn, trong đó chứa xích diễm cỏ, tam tuế khô loại hình dược vật. Mặc Hàm ăn vào dược hoàn về sau, nhắm mắt điều tức, Hứa Thuần Lương gặp nàng bộ dáng này cũng không đành lòng thúc nàng lập tức đi ngay. Đẩy cửa xe ra xuống xe chờ, kỳ thật hắn là muốn nhìn hoàn cảnh chung quanh, dù sao vừa mới bị người thiết lập ván cục ám sát, ai biết có thể hay không còn có phiền phức. Đương nhiên hắn xuống xe còn có một nguyên nhân, đó chính là cho Tô Tình phát cái tin, dù sao đêm nay Tô Tình còn đang chờ hắn, nhìn Mặc Hàm tình trạng trước mắt, mình còn phải trì hoãn một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương gửi tới tin tức huyền như đá ném vào biển rộng, Tô Tình bên kia không có nửa điểm phản ứng, đoán chừng nàng khẳng định là có chút khó chịu. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ có ý tưởng, ngẫm lại giai nhân ngồi xong chuẩn bị chờ mình sủng hạnh, Hứa Thuần Lương nội tâm ngứa lạ vô cùng, ngầm trách Mặc Hàm xấu hắn chuyện tốt. Lúc này còi ô tô bỗng nhiên vang lên một tiếng, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng là Mặc Hàm cố ý nhấn dưới, nhưng quay người nhìn lại, đã thấy Mặc Hàm chán đâm vào trên tay lái, giống nàng loại này phi thường bận tâm tự thân hình tượng nữ nhân, bình thường là sẽ không áp dụng loại này phương thức cực đoan đến nhấn loa. Giải thích duy nhất chính là nàng choáng, một não sai vặt đâm vào loa bên trên. Tiếp tục không ngừng mà tiếng kèn tại yên tĩnh trong đêm nhiều ít có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thuần Lương mau chóng tới đem cửa xe mở ra, tướng đã mất đi ý thức Mặc Hàm đỡ dậy, mở dây an toàn, đem nàng từ trong xe ôm ra. Mặc Hàm tay chân lạnh buốt, một phương diện bởi vì nàng phát nguyên nhân của bệnh, một mặt khác cửa sổ xe vừa mới bị sát thủ dùng tên nỏ đánh nát, trong xe cùng ngoài xe nhiệt độ không kém nhiều. Nhiệt độ bây giờ đã tại âm. Hai bên đường đều là vùng quê, đưa mắt nhìn bốn phía liền cái phòng ở cũng nhìn không thấy, Mặc Hàm vừa mới dừng xe cũng là bởi vì nàng cảm giác thân thể khó chịu, cho nên dừng xe địa điểm ngay tại con đường bên cạnh, mặc dù lui tới cỗ xe không nhiều, cũng không phải cái có thể trường kỳ trú lưu địa phương. Hứa Thuần Lương trước tiên đem Mặc Hàm chuyển rời đến phụ xe, vì nàng bắt mạch về sau phát hiện, Mặc Hàm mạch đập hỗn loạn, trong đan điền nhiều loại dị chủng chân khí tương hỗ va chạm. Hơi chút suy nghĩ liền biết nàng phát nguyên nhân của bệnh, Mặc Hàm hiện đang nếm thử đột phá tiên thiên cảnh, áp dụng phương pháp là tướng thể nội hậu thiên chân khí trực tiếp chuyển hóa làm tiên thiên, loại này phương pháp nhìn như hợp lý, nhưng là độ khó cực lớn, đối thân thể hao tổn cũng là cực lớn. Tại chuyển hóa quá trình bên trong, vì áp chế chân khí phản phệ, cho nên bình thường sẽ áp dụng ngoại lực can thiệp biện pháp, không có gì hơn thông qua dược vật hoặc là ngoại lai chân khí tới áp chế ở thể nội hậu thiên chi khí. Vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng bất cứ chuyện gì đều là có tính hai mặt, đương ngoại lai nhân tố tích lũy đến nhất định trình độ, phản phệ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hứa Thuần Lương từ nàng trong sắc tay tìm ra bình thuốc, đổ ra một viên thuốc, bóp nát về sau ghé vào trước mũi ngửi ngửi, gai mũi dược vật hương vị càng phát ra nồng đậm, phán đoán của hắn không sai, viên thuốc này bên trong quả nhiên có xích diễm cỏ cùng tam tuế khô thành phần. Hai thứ này dược vật đều có được xúc tiến thể nội khí tức lưu động cùng gia tốc tân trần đại tạ tác dụng, đơn giản tới nói, có thể giúp nội tức càng nhanh chóng hơn chảy vào đan điền, thuộc về tu hành phụ trợ dược vật. Là thuốc ba phần độc, nếu như tại chúng độc hoặc thể nội đã có dị chủng chân khí tình huống dưới, ngược lại sẽ gia tốc độc tính bay hơi cùng dị chủng chân khí phản phệ. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm khuôn mặt tái nhợt, trong lòng thầm than, cô nàng này hoàn toàn đem chính nàng xem như một con chuột bạch, đủ hung ác. Đối với mình đều hạ thủ được nữ nhân còn có cái gì hoang đường sự tình không dám làm. Thời gian đã đi tới rạng sáng, Tô Tình nhìn qua phòng khách đồng hồ, trong lòng chậm rãi đã mất đi hy vọng, thân thể nhiệt độ cũng theo thời gian không ngừng trôi qua, nàng ý thức được Hứa Thuần Lương đêm nay hẳn là sẽ không đến đây, nhớ tới. Mặc Hàm tỉnh lại lúc sau đã là trời vừa rạng sáng, nàng phát hiện mình đã về tới Nam Giang nơi ở, trước tiên kiểm tra một chút y phục của mình, vững tin quần áo cùng nhau ròng rã. Lúc này mới thoáng thả lỏng trong lòng, nàng thời khắc này cảm giác cũng không tốt, quanh thân hài cốt đau đớn muốn nứt. Hứa Thuần Lương cầm một chén rượu chậm rãi đi vào trước mặt của nàng, tỉnh. Mặc Hàm vô ý thức hướng về sau nghiêng người, người đem ta thế nào? Hứa Thuần Lương nói, đừng suy nghĩ nhiều, người vẫn là hoàn bích chi thân, ta liền một cọng lông đều không nhúc nhích ngươi, có phải hay không rất thất vọng? Mặc Hàm hung dữ chừng Hứa Thuần Lương một chút, trong lòng thầm nghĩ. Quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi,
người bất động ta, là thế nào đem ta từ trong xe chuyển rời đến nơi này? Trong trí nhớ người này giống như chỉ ghé qua nơi này một lần, thế mà nhớ kỹ như thế rõ ràng, coi như từ mình mất đi ý thức được hiện tại hẳn là đi qua dòng dã 2 giờ, cái này đoạn thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Thuần Lương phẩm miệng rượu nói, lần trước ta giống như khuyên qua ngươi, trong tay ngươi quyển kia tiên thiên kinh không phải vật gì tốt, nếu như khăng khăng tu luyện hậu quả khó mà lường được. Mặc Hàm nói, mèo khóc con chuột giả từ bi, nhưng trong lòng nhận định Hứa Thuần Lương sớm có giải cứu chi pháp, nhưng con hàng này hết lần này tới lần khác không chịu hỗ trợ. Hứa Thuần Lương nói, không phải ta không chịu giúp ngươi, mà là ngươi không chịu tiếp nhận a. Đơn giản nhất thực tế biện pháp chính là dùng Dĩ Dương đạo âm đến giải quyết nàng mấu chốt, Mặc Hàm chỉ cần nằm ngửa, mình xuất lực là được, đương nhiên còn có một loại khác phương pháp đó chính là đem mình vất vả có được thiên dưỡng thiên không giữ lại chút nào truyền thụ cho nàng. Hứa Thuần Lương không vui như thế tuyển, cũng không phải hắn tham luyến Mặc Hàm thân thể, mà là hắn hoài nghi Mặc Hàm động cơ, một khi trợ giúp cô nàng này tiến vào tiên thiên cảnh, sợ rằng sẽ mất đi đối nàng trưởng khống. Mặc Hàm không nói gì, lặng lẽ vận khí điều tức, khí cơ thoáng khiên động, lập tức cảm thấy trong đan điền đau nhức như dao cắt, cả kinh trên mặt nàng lập tức đã mất đi huyết sắc. Mặc Hàm nhất cử nhất động cũng không giấu giếm được Hứa Thuần Lương con mắt, Hứa Thuần Lương thở dài nói, người bây giờ cái dạng này tốt nhất đừng vọng động khí cơ, gây nên chân khí va chạm, không chết cũng phải tiêu hao ngươi nửa cái tính mạng. Không cần ngươi quan tâm, Mặc Hàm ngoài miệng mặc dù cường ngạnh, nhưng lòng dạ không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương nói đến đều là lời nói thật. Hứa Thuần Lương tướng mới vừa từ Mặc Hàm nơi đó tìm tới bình ngọc đặt ở trên bàn trà, viên thuốc này đối thân thể của ngươi có hại vô ích, trong ngắn hạn mặc dù có thể đưa đến áp chế dị chủng chân khí tác dụng, có thể phục dụng càng nhiều đối thân thể của ngươi độc hại liền càng sâu, hết lần này tới lần khác ngươi lại tìm không thấy khắc chế dị chủng chân khí phương pháp, cho nên đối với cái này thuốc sinh ra rất mạnh tính ỷ lại, ngươi có thể nói cho ta thứ này là ai cho ngươi sao? Mặc Hàm vừa rồi lúc hôn mê, Hứa Thuần Lương nghiên cứu một chút dược hoàn, phát hiện vật này thành phần có thật nhiều cùng nghịch thiên đan tương tự, cho nên không khó suy tính dược hoàn công hiệu, về phần không nhúc nhích Mặc Hàm một cọng lông thuyết pháp chỉ là hắn ăn nói bịa chuyện thôi. Thừa dịp Mặc Hàm mất đi chi giác, Hứa Thuần Lương lợi dụng chân khí tướng trong cơ thể của nàng dò xét tác toàn bộ, đối trạng huống thân thể của nàng đã có một cái toàn diện hiểu rõ. Mặc Hàm nói, không thể trả lời. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa mới vì ngươi bắt mạch, phát hiện trong cơ thể của ngươi tồn tại 3 loại chân khí, ở trong đó thuộc về chính ngươi chỉ có một loại, còn có cái khác 2 loại là từ ngoại giới đoạt được. Mặc Hàm lông mi rủ xuống đi, không rõ ngươi đang nói cái gì. Nàng hiển nhiên có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Hứa Thuần Lương con mắt. Hứa Thuần Lương nói, có quyển tiểu thuyết bên trong đã từng đề cập tới, có người lợi dụng tà môn công pháp hấp thụ nội lực của người khác, hấp thụ càng nhiều, tự thân nội lực càng là cường đại. Mặc Hàm lạnh hừ một tiếng, người đừng muốn phỏng đoán lung tung, ta không biết cái gì hấp tinh đại pháp, càng sẽ không làm loại kia hại người không lợi mình sự tình. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là ngươi tại từ hậu thiên chuyển hóa làm tiên thiên quá trình bên trong phát sinh tình trạng, có người tự cho là thông minh ý đồ dùng mạnh mẽ nội lực giúp ngươi trấn trụ chân khí trong cơ thể, để nó trở nên khả khống, nhưng là biện pháp như vậy chỉ có thể tạo được ngắn hạn hiệu quả, ngươi thành thật nói cho ta, giống đêm nay loại tình huống này phát sinh qua nhiều ít lần. Mặc Hàm lắc đầu, không nói gì. Tại Hứa Thuần Lương lý giải có 2 chồng đáp án, một là không chịu nói, hai là liền chính nàng đều nhớ không rõ. Hứa Thuần Lương nói, trong cơ thể ngươi dị chủng chân khí nếu như không phải ngươi chủ động thu nạp, liền là người khác giúp ngươi, giúp cho ngươi người trước mắt có 2 cái, 2 người kia võ công đều không yếu, chỉ ít tại ngươi phía trên. Mặc Hàm nói, ngươi nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Đơn giản là muốn nhìn chuyện cười của ta. Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Nếu là nhìn chuyện cười của ngươi ta cần gì phải quản ngươi nhiều như vậy? Hảo tâm dựng cái lòng lang dạ thú. Gặp được như ngươi loại này không có lương tâm nữ nhân coi như ta không may. Hắn đứng dậy làm bộ muốn rời khỏi. Mặc Hàm lại nói, ngươi nếu là cứ đi như thế, ta tái phát bệnh làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nhìn qua nàng, sao thế? Nhìn ngươi điệu bộ này còn dự định lừa bịp bên trên ta rồi. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ngươi sớm liền được tiên thiên kinh đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần? Mặc Hàm thở dài nói, ngươi coi như không chịu thừa nhận, ta cũng biết, ngươi là từ long cốt bên trên phát hiện tiên thiên kinh. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ta cũng không thể cứng rắn ngăn đón ngươi.
Mặc Hàm nói, vô luận như thế nào, đêm nay ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, làm sao tả, ta người này thích thực tế. Mặc Hàm trong lòng cảnh giác lên, người hèn hạ. Hứa Thuần Lương nói, ta nói người gần nhất biến đến giống như không quá thông minh dáng vẻ, là không phải là bởi vì trên việc tu luyện gây ra rủi ro, chẳng những thân thể xảy ra vấn đề, liền đầu óc cũng xảy ra vấn đề. Ngươi mới có vấn đề. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, ý của ta là ngươi đến điểm thực tế, dùng chân kim bạch ngân ủng hộ một chút công việc của ta, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta, Mặc Hàm bị hỏi đến nghẹn lời. Hứa Thuần Lương nói, ngươi mặc dù dáng dấp vẫn được, nhưng là còn chưa tới ta vì ngươi không tiếc phạm tội tình trạng, mà lại ta nếu là đối ngươi làm cái gì, thua thiệt người kia là ta, chiếm tiện nghi người là ngươi. Mặc Hàm trợn mắt hốc mồm, trong lòng vừa thẹn có khí, trên đời này vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tổng cho là ta có cái gì cẩu thí tiên thiên kinh, là ta không chịu giao cho ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới, cảnh giới của ta căn bản không phải thông qua trong tưởng tượng của ngươi phương thức đạt thành, dĩ dương đạo âm chi thuật mặc dù phương thức không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là đi hữu hiệu, ta là tình hình thực tế nói, không phải cố ý để ngươi khó có thể, đi qua ngươi không tiếp thụ, hiện tại coi như ngươi tiếp nhận ta cũng chưa chắc đáp ứng. Mặc Hàm trong lòng thầm mắng, đồ vô sỉ, ta làm sao có thể tiếp nhận, cái này dính đến tự tôn của ta cùng danh giới cuối cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.